chương 151, chờ tiến vào bí cảnh bản nguyên thiên trì, bản cung sẽ giúp ngươi liệu thương khôi phục cảnh bản nguyên thiên trì. Chỉ có tại bí cảnh quan trọng nhất khu vực, mới có thể dựng dục ra linh trì bảo địa. Ngưng tụ bí cảnh nội bản nguyên chi lực. Nếu như có thể thôn vệ luyện hóa loại này bản nguyên chi lực, đủ để cho nhục thân cùng linh hồn đều tiến hành thăng hoa. Thậm chí có thể ở trong đó lưu lại linh hồn lạc ấn, còn có thể trình độ nhất định phía trên, ảnh hưởng cùng sửa đổi bí cảnh quy tắc. Cách không được huyền thiên đại đế sẽ từ nơi đó đi ra. Muốn đến đối phương là thông qua cái này một vũng bí cảnh bản nguyên thiên trì, đến cam đoan nhục thể của hắn không hữu bại, còn có kéo dài hắn tàn hồn oán niệm. Này mới khiến đối phương tại độ kiếp sau khi thất bại, không có ngay tại chỗ trực tiếp vẫn lạc, còn có thể như thế gây sóng gió. Quá tốt rồi, có cái này một vũng bản nguyên bí cảnh thiên trì, chúng ta không chỉ có thể khôi phục đỉnh phong trạng thái. Có lẽ còn có thể mượn nhờ cái này một vũng bản nguyên thiên trì, để nhục thể của chúng ta cùng linh hồn tiến hành thăng hoa, tu vi hoặc là cũng có thể đột phá đến tầng thứ mới nhìn về phía trước cái kia một vũng bản nguyên thiên trì, Diệp Thần Tiến nói có chút ngạc nhiên nói ra. Có lẽ là có chút kích động. Đang nói xong hai câu này về sau, hắn trực tiếp khiên động thương thế trên người, trong miệng lần nữa ho ra một nguồn máu tươi. Ký tức trên thân cũng biến thành càng quể oải. Còn thật là đáng chết. Đoạt thiên năng lực cùng thời gian nghịch chuyển phụ diện tác dụng, tại thời khắc này cũng rốt cuộc bắt đầu bạo phát. Cảm thụ được thể nội không hiểu nhiều hơn một loại điềm xấu khí tức, để cả người hắn tựa như là rơi vào đến thâm viên luyện ngục bên trong nếu như bị giữa thiên địa nhân vật khủng bố nhất cho đánh lên một loại khó có thể ma diệt ấn ký diệp thần vào lúc này cảm giác lạnh cả người sắc mặt nhịn không được biến đến có chút tái nhật đây chính là thượng thương điềm xấu chi lực sao lại có thể chấn nhiếp tâm hồn của hắn cùng ngăn chặn thương thế của hắn khôi phục thật đúng là một loại kinh khủng thần bí chi lực chống đỡ chờ tiến vào bí cảnh bản nguyên thiên trì bản cung sẽ giúp ngươi liệu thương khôi phục nhìn đến diệp thần sắc mặt biến đến trắng xám thần sắc càng là có vẻ hơi thống cổ Lạc Thanh Mộng khẽ chau mày, tiếng nói có chút khẩn trương nói một câu, liền dẫn Diệp Thần Lước về phía cái kia một vũng bí cảnh bản nguyên thiên trì. Lại là bí cảnh bản nguyên thiên trì. Không nghĩ tới sẽ có loại này vô thượng linh trì hiện thế, bên trong có lẽ còn có huyền thiên đại đế truyền thừa. Tại Lạc Thanh Mộng đỡ lấy Diệp Thần Lước về phía bản nguyên thiên trì thời điểm, Bách Hoa Thánh Địa hai vị thánh nữ, còn có Thanh Vân Thánh Địa hai vị thánh tử, tại thời khắc này cũng đều phát ra một tràng thốt lên. Thân hình trong phút chốc đều đối với bản nguyên thiên trì bắn tới thì liền tần thiếu phong cùng hoàng tâm liên bọn người, cũng không nhịn được xông về cái kia một vũng thiên trì. Cút! Nhưng tại mọi người thân hình muốn tới gần bí cảnh bản nguyên thiên trì phụ cận thời điểm Lạc thanh mộng băng lãnh đến không có nhiệt độ tiếng nói, tại thời khắc này cũng trở về lay động tại vùng hư không này bên trong. Các ngươi dám can đảm lại tới gần nửa bước, vậy cũng đừng trách bản cung ra tay vô tình. Lời lạnh như băng băng ghi âm lấy một vệt sát ý, làm cho cấp tốc tới gần mọi người, thân hình cũng nhịn không được đình trệ trên không trung. Lạc thanh mộng đỡ lấy diệp thần, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Tự hồ chỉ muốn những người này còn dám tiến về phía trước một bước. Mặc kệ là Tần Thiếu Phong cùng Hoàng Tâm Liên bọn người, vẫn là Bách Hoa Thánh Địa cùng Thanh Vân Thánh Địa mấy vị thiên kiêu. Đều sẽ phải gánh chịu đến nàng hủy diệt tính đã kích. Ngươi muốn nuốt một mình cái này một vũng bản nguyên thiên trì. Tại hư không biến đến có chút tỉnh mịch thời điểm. Thuộc về Bách Hoa Thánh Địa một vị áo trắng nữ tử, sắc mặt có chút không cam lòng nhìn chầm chầm lạc thanh mộng. Người này chính là Bách Hoa Thánh Địa mạnh nhất thánh nữ, Nạp Lan Tuyết Phi mà tại bên cạnh nàng, thì là đã từng đi qua thái nhất thánh địa lý biển oánh. Ngươi có ý kiến? Nghe được nạp lan tuyết phi tiếng nói, lạc thanh mộng đạm mặt ánh mắt, trực tiếp rơi vào trên người của đối phương. Theo một câu nói kia truyền ra, một cổ sát ý cũng tràn ngập mà ra. Tự hồ chỉ muốn nạp lan tuyết phi nói ra một cái có chữ viết, vậy đối phương đến đón lấy liền có thể cáo biệt thế gian. Không có. Tại lạc thanh mộng tiếng nói vừa ra thời điểm, không đợi nạp lan tuyết phi mở miệng. Một bên lý biển oánh thần sắc trung lên, vội vàng kéo nạp lan tuyết phi một chút tiếng nói có chút bàng hoàng bất an nói ra vừa mới nhận được dịp thần đế tử cùng đế thiếu phi xuất thủ chúng ta những người này mới có thể may mắn lưu giữ sống đến bây giờ không đến mức vẫn lạc tại huyền thiên đại đế trong tay cho nên cái này một vũng bí cảnh bản nguyên thiên trì hợp tình hợp lý cần phải về dịp thần đế tử cùng đế thiếu phi tất cả tại đối với lạc thanh mộng cùng dịp thần nói vài câu lời hữu ích về sau lý biển oánh hít sâu một hơi cả gan tiếp tục nói chúng ta mấy cái chỉ là muốn ở thiên trì bên ngoài dính điểm phúc duyên mà thôi đối diệp thần đế tử cùng đế thiếu phi cũng không có bất kỳ cái gì ác ý nếu như đế thiếu phi ngại lời nói chúng ta mấy cái có thể lập tức thối lui rất khó tưởng tượng như thế hèn mọn lời nói vậy mà lại theo bách hoa thánh địa thứ hai thánh nữ trong miệng nói ra nhưng ở kiến thức đến vừa mới sau trận chiến ấy mọi người cảm thấy dạng này sẽ không có gì không ổn diệp thần cùng lạc thanh mộng hai người xác thực có thực lực để bọn hắn như thế hèn mọn dù sao bọn họ đều không phải là một cái phương diện trong lúc nhất thời toàn bộ hư không đều lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn lấy Lạc Thanh Mộng. Nếu như Lạc Thanh Mộng nói một chữ không, bọn họ tuyệt đối đều sẽ lập tức xéo đi. Chỉ cần không tới gần bản nguyên thiên trì, bản cung không sẽ quản các ngươi cái gì. Ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả mọi người sao? Lạc Tần Mộng tiếng nói thanh lãnh nói một câu, sau đó liền dẫn Diệp Thần lướt về phía thiên trì. Mà Diệp Thần cũng không có vì những thứ khác người mở miệng nói chuyện. Bí cảnh bản nguyên thiên trì là có thể ngộ nhưng không thể cầu linh trì, hắn cùng Lạc Thanh Mộng cùng một chỗ chia sẻ đều có chút không quá đầy đủ. Không có khả năng lại khiến người khác tiến đến. ầm ầm Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong. Lạc Thanh Mộng đỡ lấy diệt thần, bay đến bản nguyên thiên trì trên không về sau, tu vi tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Theo từng đạo từng đạo trận văn không có nhập hư không bên trong, một tòa khổng lồ trận pháp bao phủ lại thiên trì. Đem bên trong ánh mắt cảm giác, vào lúc này đều đều che đậy. Giữ vững tứ phương, là đế tử cùng đế thiếu phi hộ pháp, nhìn về phía trước trận pháp biến mất hư không, che lấp ra bản nguyên thiên trì bên trong hết thảy, Tần Thiếu Phong đối với Hoàng Tâm Liên đám người nói. Mạng của bọn hắn đều là dịp thần cùng Lạc Thanh Mộng cho. Cho nên dù là Lạc Thanh Mộng không để bọn hắn tiến vào thiên trì bên trong, bọn họ đối với cái này cũng không có có bất kỳ bất mãn gì. Ngược lại còn cảm thấy, cần phải tại trận pháp bên ngoài thủ hộ, tránh cho hai người bị ngoài ý muốn quấy nhiễu. Hoàng Tâm Liên cùng Trương Vạn Quân bọn người nhẹ gật đầu, lập tức tại trận pháp chung quanh tìm cái địa phương ngồi xếp bằng yên lặng cho hai người hộ pháp thuận tiện dính một điểm phúc duyên bách hoa thánh địa nạp Lan tuyết phi cùng lý uyển oánh còn có thanh vân thánh địa trương kình cùng dương thanh phong ở trong tối tự thang nhẹ một tiếng sau cũng tìm đối lập đến gần địa phương yên lặng ngồi xếp bằng xuống hấp thu tiêu tán đi ra bản nguyên thiên trì khí tức tuy nhiên không có cách nào tiến vào thiên trì hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất nhưng ở trận pháp bên ngoài hấp thu tiêu tán thiên trì bản nguyên chi lực đây cũng là cơ duyên không nhỏ tạo hóa phù phù mà tại cái kia một tòa trận pháp bên trong. Tại mọi người xếp bằng ở bên ngoài hấp thu tiêu tán bản nguyên thiên trì khí tức lúc, Diệp Thần cùng Lạc Thanh Mộng hai người cũng chui vào đến cái này một tòa thiên trì bên trong. Bản nguyên thiên trì bên trong nước rất trong triệt, nhưng lại tràn ngập nồng đậm linh vụ. Diệp Thần thân hình tại không vào nước trong ao về sau, chỉ cảm thấy vết thương truyền đến đau đớn một hồi, làm cho khuôn mặt của hắn đều tại hơi hơi co quắp. Huyền Thiên Đại Đế lưu lại ở phía trên thi độc, ngay tại từng điểm từng điểm bị tình hóa thôn vệ. Hắn bởi vì phản vệ biến đến thân thể hư nhược, ngay tại tham lam hấp thu loại này linh dịch. Nhắm mắt lại, rút đi quần áo, có thể tốt hơn hấp thu linh dịch. Ngay tại dịp thần vừa muốn trắng trận thôn vệ linh dịch thời điểm, Lạc Thanh Mộng tiếng nói thì từ phía sau lưng truyền tới. Ngay sau đó tại hắn vô ý thức rút đi quần áo về sau, hắn cảm nhận được một mảnh mềm mại dán sát vào phía sau lưng của hắn. Trong đó còn có rõ ràng hạt tròn cảm giác. Cái này khiến trong đầu của hắn một trận oanh minh, đại não thậm chí lâm vào ngắn mũi trống không. Lạc Thanh Mộng cũng rút đi quần áo chương 152, chẳng lẽ lần này huyền thiên bí cảnh mở ra, tất cả thiên kiêu đều toàn quân bị diệt rồi, nương tử, ngươi ngươi ngươi. Tại ý thức đến điểm này sao? Diệp thần cảm giác một cổ huyết khí bay thẳng tráng, lúc này nói chuyện đều biến đến có chút không lưu loát. Cái này chân không vô hạn quy đạn, phía sau lưng như tơ giống như trơn mềm. Phía sau lưng một trận tê tê dại dại, cả người cảm giác hồn đều muốn bay. Thụ thương không nhẹ, còn đến chết không đổi. Cảm nhận được diệp thần toàn thân khí huyết sôi trào, lạc thanh mộng hai tay ôm lấy diệp thần thân eo thân thể mềm mại kề sát ở đối phương phía sau lưng mênh mông tu vi tại thời khắc này ầm vang bạo phát bạc hào quang màu xanh lục cũng tràn ngập bao phủ lại hai người diệp thần cảm giác thân thể của mình triệt để biến đến hưng phấn lên trước ngực vết thương tại huyết khí điên cuồng sôi trào bên trong còn có lạc thanh mộng sinh cơ chi lực không ngừng rót vào bên trong ngay tại cấp tốc, tốc khôi phục khép lại thì liền thể nội thượng thương điềm xấu chi lực cũng bị diệp thần điên cuồng trấn áp phong ấn nương tử người bộ dáng này ta thật sắc không nhịn nổi nghe được lạc thanh mộng đồng dạng có chút run rẩy tiếng nói diệp thần nhịn không được hít thật sâu một hơi khí lạnh chết thủ vẫn lấy trong đầu một tia thanh minh loại này trợ hắn chữa thương phương thức thật để hắn vừa yêu vừa hận diệp thần tại lúc này thật nhớ qua hóa thân thành cầm thú quên mất hết thảy đi chinh phục sau lưng cái này một nữ nhân nhưng hiện thực không được a à. hắn nhất định phải nhịn xuống dụ hoặc như bằng không lạc thanh mộng một khi bị hắn phá thân đời này cũng chỉ có thể là một cái thảo một tinh linh nhịn không được cũng phải nhịn nếu như ngươi dám can đảm cưỡng ép nói bừa tới bản cung đời này thì theo ngươi một đau cắt đứt nghe được diệp thần câu này trầm thấp lời nói còn có cảm thụ được đối phương nóng trực nhiệt độ cơ thể lạc thanh mộng cảm giác nhiệt độ cơ thể mình cũng tại cấp tốc lên cao thân thể tại dị dạng kích thích cảm giác bên trong biến đến càng thêm mẫn cảm nhưng nàng vẫn là cưỡng ép ổn định tâm cảnh tiếng nói thanh lãnh nhắc nhở lấy diệp thần nhắm mắt lại xoay người lại cùng một chỗ sử dụng chân nguyên phương pháp song tu thông vệ cái này gâu bí cảnh bản nguyên thiên trì tại cảm giác diệp thần thương thế khôi phục một chút huyết khí tại thời khắc này cũng là sôi trào đến cực hạn lạc thanh mộng cùng diệp thần song song chìm vào thiên trì bên trong tiếng nói có chút run rẩy tại diệp thần trong tâm linh vang lên bản nguyên thiên trì năng lượng ẩn chứa cực kỳ dồi dào bọn họ lúc này trạng thái cũng đều không phải là rất tốt muốn muốn hoàng mỹ hấp thu cùng luyện hóa cái này một vũng thiên trì duy có lợi dụng hoàng cực ngự phòng thuật tiến hành song tu thôn vệ đây mới là hoàng mỹ nhất biện pháp nhưng lúc này bọn họ đều rút đi quần áo, lần này song tu tràn đầy mạo hiểm. Lạc Thanh Mộng tự nhận là lấy tâm cảnh của nàng tu vi, dù là tràn diện hết sức khó xử cũng có thể khống chế được. Nàng chỉ là lo lắng dịp thần. Cái này thực chất bên trong cũng là xấu phôi nam nhân, có thể hay không cầm giữ được loại này kiều diễm song tu. Nếu là không có thế thủ vững bản tâm, cái kia dịp thần liền để nàng quá thất vọng rồi. Ê! Nương tử, ta chịu không được. Nghe được Lạc Thanh Mộng tiếng nói, diệp thần đột nhiên phát ra một trận như giả thú gầm nhẹ cả người tại thời khắc này cũng đột nhiên xoay người lại làm hắn nhìn đến lạc thanh mộng ở trong nước trôi nổi đầy trời sợi bạc giống như trong đồng dạng phiêu diêu cái kia da trắng như tuyết hoàng mỹ không một tì vết thân thể mềm mại tại tóc bạc phất phới bên trong như ẩn như hiện trắng như tuyết tóc bạc đỏ bừng giống như thế gian này đẹp nhất phong cảnh tại thời khắc này tạo thành đánh vào thị giác làm cho diệp thần đồng tử kịch liệt co rúng lại trong đầu càng là như có oanh minh nổ vang làm lạc thanh mộng đồng tử đồng dạng kịch liệt co rúng lại, trên mặt lộ ra một vệt bàn hoàng thất thố thời điểm. Diệp thần đột nhiên đem lạc thanh mộng kéo vào trong ngực. Tại lạc thanh mộng vừa muốn kinh hô thời điểm, liền một thanh ngăn chặn môi của đối phương. Lạc thanh mộng đang kinh hãi cùng bàn hoàng bên trong, lộ ra một vệt thất vọng lệ quan, tu vi tại thời khắc này cũng bắt đầu ầm vang bạo phát. Nàng cuối cùng vẫn là nhìn sai nam nhân này sao? Vậy mà liền dạng này quên đối lời hứa của nàng, muốn muốn liều lĩnh chiếm hữu nàng sao? Nương tử, nhanh vận chuyển hoàng cực ngự phòng thuật, không phải vậy ta thật muốn bạo đi. Bất quá ngay tại Lạc Thanh Mộng cảm thấy cực kỳ thất vọng, coi là Diệp Thần sau đó phải biến thành cầm thú thời điểm. Diệp Thần tại thời khắc này cũng ầm vang bạo phát tu vi, tại lời nói âm vang lên một khắc này, trực tiếp vận chuyển hoàng cực ngự phòng thuật. Nghe được Diệp Thần cực lực áp chế lời của mình, Lạc Thanh Mộng chỉ cảm thấy đại não một mảnh hỗn loạn. Nguyên bản muốn bạo phát tu vi oanh mở Diệp Thần, tại thời khắc này lại là quỷ thần xui kiến vận chuyển hoàng cực ngự phòng thuật chân nguyên song tu phần nàng không nghĩ tới diệp thần tại một bước cuối cùng lúc vậy mà đem cưỡng ép khống chế lại linh đài thần trí lúc này dáng người của bọn họ cực kỳ mập mờ diệp thần chỉ thiếu chút nữa thì có thể đột phá cấm kỵ loại cục diện này để lạc thanh mộng tâm loạn như ma cũng cảm nhận được trước nay chưa có dị dạng cảm giác nhưng tại thời khắc này lạc thanh mộng cuối cùng không có oanh mở diệp thần ngược lại thuận đối phương bắt đầu chân nguyên song tu chỉ cần không có đột phá một bước cuối cùng cái kia hết thảy vấn đề đều không là vấn đề nàng cái này cũng là vì đại cục suy nghĩ huống chi. Nam nhân này cũng vì nàng nỗ lực rất nhiều, chỉ cần không có tránh thức phát sinh quan hệ, để hắn chiếm điểm tiện nghi cũng không có gì. Tại não tử ở vào một mảnh hỗn loạn bên trong, Lạc Thanh Mộng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Theo tu vi vận chuyển bạo phát, hoàng cực ngự phòng thuật sinh ra cộng minh, hai người cũng dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Toàn bộ bản nguyên thiên trì. Tại hai người đều song song tiến vào trạng thái tu luyện về sau, cũng xa vào đến trước nay chưa có chấn động bên trong. Mênh mông bản nguyên chi lực, không ngừng tuôn hướng hai người này, thậm chí tại thời khắc này đều hóa thành một đạo vòng xoáy. Thật là khủng khiếp tu luyện động tĩnh. Đế tử cùng đế thiếu phi vậy mà như thế dữ dội, vẹn vẹn tu luyện liền có thể như thế động tĩnh kinh người. Tại trận pháp bên ngoài, Tần Thiếu Phong cùng Hoàng Tâm Liên bọn người, tại cảm nhận được loại này động tĩnh về sau, đều là ánh mắt kinh hải chầm chầm lấy trước mắt cái này một tòa thiên trì. Bọn họ tuy nhiên nhìn đến không đến tình huống bên trong, nhưng loại tu luyện này thanh thế thật sự chính là dọa người bản nguyên khí tức biến đến càng thêm nồng nặc, nhanh nắm chặt thời gian luyện hóa những khí tức này. Nhưng sau một khắc, khi nhìn đến theo trong trận pháp tiêu tán đi ra vũ khí, tại chính là biến đến càng nồng đậm thời điểm, tầng thiếu phong đám người thần sắc bỗng nhiên chấn động. Lại một lần nữa tiến vào trong trạng thái tu luyện, tham lam mút vào thông vệ những khí tức này. Tu luyện không năm tháng. Theo Diệp Thần cùng Lạc Thanh Mộng ở thiên trì bên trong, đều lâm vào sâu trình độ chân nguyên song tu sau. Tại bí cảnh bên ngoài bầu không khí cũng đang trở nên ngày càng vội vàng sao động. Tình huống như thế nào? Cái này đều đã đã qua một tháng, làm sao còn không có thấy có người, theo cái này bí cảnh bên trong đi ra. Chẳng lẽ lần này huyền thiên bí cảnh mở ra, tất cả thiên kiêu đều toàn quân bị diệt rồi. Theo một tháng thời gian dần dần đi qua. Nhìn trước mắt không hề có động tĩnh gì bí cảnh cửa vào, đông đảo nhất lưu thế lực thiên kiêu cùng trưởng bối, vào lúc này cũng nhịn không được trong bóng tối nghị luận lên. Thì liền đông đảo thánh địa cấp thế lực thánh chủ, lúc này sắc mặt đều biến đến có chút âm trầm. Trước kia mỗi một lần huyền thiên bí cảnh mở ra. Chỉ cần một tháng thời gian vừa đến, tại bí cảnh nội chỗ có thiên kiêu, đều sẽ bị cưỡng chế đưa ra bí cảnh. Nhưng lần này đã qua 31 ngày, cái này bí cảnh cửa vào vậy mà không có động tĩnh chút nào. Chẳng lẽ lại. Lần này tiến vào bí cảnh nội thiên kiêu, toàn bộ đều ngoài ý muốn vẫn lạc ở bên trong. Ai, vì một cái có thể thành đế truyền thừa, các đại thánh địa đối với cái này thật đúng là chấp nhất nhìn lấy đông đảo thánh chủ có chút mặt âm trầm bàn không ít nhất lưu thế lực cường giả lúc này cũng không khỏi lòng sinh cảm khái từ khi huyền thiên bí cảnh hiện thế hơn 700 năm đến đông đảo thánh địa cấp thế lực theo không đình chỉ qua thăm dò cách mỗi trăm năm mở ra một lần đều sẽ vẫn lạc đông đảo thánh tử nhưng đông đảo thánh địa cho dù là tổn thất nặng nề vẫn như cũ đều không hề từ bỏ qua thăm dò cái này bí cảnh bởi vì tại huyền thiên cảnh nội 12 thánh địa cấp trong thế lực không có một cái nào có đế quân cảnh cường giả tỏa trấn nếu như cái nào phe thế lực có thể thu được huyền thiên đại đế truyền thừa từ đó bồi dưỡng được một vị đế quân cảnh kinh khủng tồn tại sẽ có chế bá huyền thiên cảnh thực lực đây cũng là đông đảo thánh địa cấp thế lực những năm gần đây dù là tổn thất đông đảo thánh tử cũng muốn thăm dò huyền thiên bí cảnh trọng yếu nguyên nhân Rốt cục triệt để trưởng khống dung hợp cái này một bộ buồn nôn thân thể tại mọi người âm thầm nghị luận thời điểm mộ dung vân hải vào lúc này chậm rãi mở hai mắt ra thầm con ngươi màu tím lóe ra bạo lệ hàn quan cảm thụ được thể nội phun trào lấy thánh vương cảnh viên mãn tu vi chi lực trên mặt của hắn tại thời khắc này lộ ra một vệt tàn nhẫn khát máu thần sắc cầm giữ có tu vi như thế lại phối hợp nàng oán chủng tà hồn nàng có khả năng bạo phát chiến lực đem có thể đuổi sát đế quân cảnh cũng là cổ thân thể này là nam nhân để cho nàng có loại cảm giác buồn nôn diệp thần còn có một cái kia tiểu kỹ nữ bản quân sẽ không bỏ qua các ngươi nghĩ đến để cho nàng biến thành như vậy kẻ cầm đầu mộ dung vân hải không đúng tử lăng tiếng nói có chút âm lãnh nỉ non nói đến đón lấy cũng là chờ cái kia hai cái súc sinh ra huyền thiên bí cảnh có vẻ hơi quỷ dị đại bộ phận thánh tử đều sẽ vẫn lạc ở bên trong nhưng tử lăng lại là có loại không hiểu trực giác diệp thần cùng cô gái tóc bạc kia nhất định có thể còn sống đi ra bất quá tại bọn họ đi ra trước đó bản quân còn phải làm những gì mới được tại suy nghĩ chuyển động ở giữa tử lăng tại tiếng nói nỉ non bên trong ánh mắt nhìn về phía thái nhất thánh địa chỗ huyền chu phía trên ánh mắt trừng trừng nhìn chầm chầm tô trần cùng tần nghị hai người. Chương 153, bí cảnh bên ngoài bạo phát chém giết, tu vi đột phá thần hải cảnh viên mãn thanh mộng cho nàng bóng mờ có chút lớn. Nếu như đối phương tại ra bí cảnh về sau, còn có thể lần nữa thi triển như thế ác chủ bài, bộc phát ra gần như đế quân cảnh tầng thứ chiến lực. Cái kia nàng hiện tại liền xem như đồng dạng có thể phát huy ra loại tầng thứ này thực lực, bảo vệ không cho phép còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên ổn thỏa nhất phương pháp, cũng là trước cầm xuống tô trần cùng tần nghị chỉ cần trong tay có con tin nơi tay, Diệp Thần cùng Lạc Thanh Mộng coi như lại yêu nghiệt, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Đến lúc đó lại đi kích động liên hợp những người khác, nàng cũng không tin hai người này còn có thể nghịch thiên. Thái nhất lão cẩu, người thái nhất thánh địa đế tử, cũng dám tại bí cảnh bên trong, đồ sát chúng ta mộ dung thế gia thiên kiêu. Tại suy nghĩ rơi xuống thời điểm, Tử Lăng ánh mắt dày đặt nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Tần Nghị, tại lấy mộ dung Vân Hải thân phận bảo quát một câu về sau. Tu vi tại thời khắc này cũng ầm vang bạo phát mà lên, kinh khủng uy áp lúc này quét ngang bí cảnh bên ngoài. Tình huống như thế nào? Tử Lăng đột nhiên bảo nổi, làm cho mọi người giật mình. Tại chỗ tất cả mọi người là một mặt mộng bức nhìn lại, thì liền đông đảo thế lực thánh chủ cũng đều ào ào mở hai mắt ra. Hiển nhiên đều có chút không rõ. Cái này một vị mộ dung gia đại trưởng lão, làm sao lại ở thời điểm này làm khó dễ. Xem ra có trận đánh ác liệt muốn đánh. Nghe được Tử Lăng lời nói. Còn có cảm nhận được cái này một cổ khí tức kinh khủng, Tô Trần sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút âm trầm. Đại trưởng lão, đây là có chuyện gì? Cảm nhận được tử lâm trên người cảm giác áp bách, mộ dung vân sơn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó tiếng nói có chút trầm thấp mà hỏi. Cái này mộ dung vân hải. Là lúc nào đột phá đến chuẩn đế tầng thứ, vậy mà làm cho hắn cảm thấy một loại cường đại cảm giác áp bách. Chuyện gì xảy ra? Nghe được mộ dung vân sơn lời nói. Tử lăng vào lúc này không khỏi cười lạnh một tiếng, ánh mắt dày đặc nhìn chầm chầm tô trần cùng tần nghị bản trưởng lão cùng tử lăng nắm giữ đặc thù khế ước liên quan nàng tại bí cảnh vẫn lạc một khắc này liền lợi dụng loại này đặc thù khế ước đem nàng trước khi chết một số trí nhớ đều truyền vào đến trong đầu của ta nói tử lăng giống như là nghĩ đến cái gì đó trên mặt lộ ra một vệt mãnh liệt hận ý mà tại những ký ức này trong tấm hình không chỉ có mộ dung tử lăng chết trong tay của đối phương thì liền mộ dung thế gia còn lại thiên kiêu thánh tử cũng đều bi thảm diệp thần cùng cái kia thảo một tinh linh liên thủ săn giết cái gì chẳng lẽ con ta mộ dung lân cũng bị bọn họ giết đi nghe được tử lăng lời đã nói ra mộ dung vân sơn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi trên mặt lộ ra một vệt khó có thể tinh thần sắc lần này hắn phái đi vào nhưng có hắn một đứa con trai khác mộ dung lân thiên tư so với hắn ca mộ dung phục còn còn đáng sợ hơn những năm này vẫn luôn bị hắn đóng băng lấy chỉ thả ra mộ dung phục tại bên ngoài hấp dẫn thế lực khác chú ý lực chính là vì bảo hộ mộ dung lân trưởng thành mà lần này huyền thiên bí cảnh chuyến đi hắn đối mộ dung lân ký thác kỳ vọng cao chẳng lẽ đối phương cũng ngoài ý muốn nổi lên rồi. Ha ha, không chỉ có là ngươi nhi tử mộ dung lân, thì liền vạn ma giáo cùng cửu U Ma Môn Đông Đảo Thánh Tử Thiên Kiêu, cũng đều đều chết thảm tại diệp thần trong tay. Tại mộ dung vân sơn kinh dị lên tiếng, ánh mắt mọi người nhìn qua thời điểm, tử lăng tiếng nói âm lãnh nói. Kỳ thật mộ dung lân cùng còn lại mộ dung thế gia thánh tử, đều là bị nàng cho tươi sống hút khô tinh nguyên mà chết. Nhưng vì lúc này có thể kéo cừu hận, chỉ có thể coi là tại diệp thần trên thân. Cái này sao có thể? chúng ta hai đại ma môn thiên kiêu, thế nhưng là từ hắc bạch song sát lão nhân đệ tử dẫn đội, làm sao có thể sẽ vẫn lạc tại diệp thần trong tay. Làm tử lăng một câu nói kia rơi xuống thời điểm, vạn ma giáo cùng cửu u ma môn hai vị đại trưởng lão, tại thời khắc này cũng nhịn không được kinh hãi lên tiếng. Thì liền đang ngồi xếp bằng tu luyện hắc bạch song sát lão nhân, tại thời khắc này cũng đều mở ra đục ngầu đôi mắt. Ánh mắt bay thẳng đến tử lăng khóa chặt tới. Ha ha ha, tin hay không có các ngươi, dù sao cái này thái nhất lão cẩu, chúng ta mộ dung thế gia trước cầm xuống tại mọi người cảm thấy kinh hãi rung động thời điểm. Tử Lăng vào lúc này phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười, thân hình hóa thành lưu quang xông về Tô Trần cùng Tần Nghị. Chỉ là lời từ một phía, ngươi thì bốc lên chiến sự. Nhìn đến Tử Lăng thân hình sông ngang mà đến, khí thế kinh cũng làm cho hư không chấn động, Tô Trần tại thời khắc này lạnh tiếng quát to nói. Tu Vi chỉ một thoáng ngút trời bạo phát, hai tay cũng theo đó bóc ra ấn quyết. Dưới thân huyền chu bộc phát ra đáng sợ thánh uy, hóa thành kinh khủng thủ hộ bình chướng bao phủ chung quanh hiện tại bí cảnh thăm dò còn chưa kết thúc, mọi chuyện cũng đều vẫn là ẩn số, không biết chư vị có thể hay không trước lãnh tỉnh một chút. Nhìn đến tử lăng cùng tô trần đều bảo phát tu vi, một trận đại chiến tự hồ là đang chỗ khó tránh khỏi. Trăm hoa thánh chủ một bạch lan khẽ trao mày, tại thời khắc này nhịn không được mở miệng khuyên bảo một câu. Ngươi như dám xuất thủ tương trợ, liền ngươi một khối trấn áp. Nghe được trăm hoa thánh chủ tiếng nói, tử lăng tiếng nói dày đặc quát nói, một chiêu hung hăng đánh vào huyền chu bên ngoài thủ hộ bình chứng phía trên. ầm ầm, theo một đạo tiếng oanh minh ngập trời nổ vang kinh khủng chân nguyên phong bạo trong hư không quét ngang mà ra nhìn trước mắt bạo phát phong bạo trùng kích lòng của mọi người tạng kịch liệt thu co rúng người lại hừ thật là cuồng vọng khẩu khí chỉ bằng vào một phen có lẽ có lý do thoái thác thì muốn gây ra mấy cái đại thế lực ở giữa chém giết bản thánh chủ xuất thủ tương trợ ngươi lại có thể thế nào nghe được tử lăng không chút khách khí lời nói còn có nhìn đến tô trần đụng phải công kích một bạch lang ánh mắt đang lóe lên một chút về sau tu vi tại thời khắc này cũng ầm vang bạo phát đầy trời cánh hoa phiêu tán hư không, nàng một chiêu trực tiếp đánh phía Tử Lăng. Ngươi Bách Hoa Thánh Địa muốn nhúng tay, liền để bản tọa đến chơi với ngươi chơi đi. Tại một Bạch Lang đột nhiên xuất thủ về sau, Mộ Dung Vân Sơn lạnh hừ một tiếng, sau đó bước ra Huyền Chu một kích quanh ra, lúc này đón nhận một Bạch Lang một kích kia. Chỉ một thoáng, nương theo lấy tiếng oanh minh nổ vang, trong hư không lần nữa bạo phát trùng kích. Chung quanh thế lực khác thánh chủ đều là ánh mắt lấp lóe nhìn lấy loại này xung đột bạo phát, trong lúc nhất thời đều không có lựa chọn động thủ cắm vào trong chiến đấu. Mặc kệ tử lăng nói thật hay giả, chỉ có đợi đến bí cảnh thăm dò kết thúc, đông đảo thiên kiêu thánh tử đi ra mới biết được. Lúc này tùy tiện bạo phát trùng kích, không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Dùng cái này đồng thời. Tại bí cảnh bên ngoài bạo phát xung đột thời điểm, yên lặng thật lâu bản nguyên thiên trì bên trong, hai cổ khí tức kinh khủng ngút trời bạo phát mà lên. Diệp thần cùng lạc thanh mộng dính chặt vào nhau, chân nguyên song tu hơn nửa tháng về sau, tại thời khắc này đều cùng nhau mở hai mắt ra cái này một vũng bí cảnh bản nguyên thiên trì năng lượng bị hai người bọn hắn người đều cho đều thôn vệ mênh mông như vậy bản nguyên chi lực tẩy lễ không chỉ có để hai linh hồn của con người cùng nhục thân đều tăng lên tới thần hải cảnh viên mãn tầng thứ thì liền tu vi tại thời khắc này cũng đều đạt tới thần hải cảnh viên mãn chỉ thiếu chút nữa hai người liền có thể đột phá mới bình cảnh vượt qua thánh kiếp bước vào đến thánh vương cảnh thực lực so với cùng huyền thiên đại chiến lúc quả thực tăng lên mấy cái cấp bậc đương nhiên những thứ này đều không phải là hai người lúc này để ý nhất lúc này hai người chú ý lực đều tại trên người đối phương theo song tu trạng thái giải trừ ý thức cũng một lần nữa hồi phục lại hai người lúc này mới chú ý tới bọn họ vẫn như cũ chăm chú ôm nhau một loại trước nay chưa có kích thích cảm giác lần nữa kích thích hai thần kinh người làm cho hai người tâm nhảy đều cấp tốc nhảy lên nhanh điểm buông ra bản cung cảm thụ được diệp thần trên người nóng rực lạc thanh mộng có chút rung chân nói ta không đời này ta sẽ không dễ dàng thả ra ngươi nhìn lấy trong ngực cái này một vị tuyệt đại gia nhân, dịp thần lý trí dần dần hàng là số âm. Tại hai tay nắm chặt ôm lạc thanh mộng, hắn lại một lần nữa hôn lên lạc thanh mộng. Chương 154, dịp thần, ngươi cho bản cung đi chết đinh. Bị dịp thần cưỡng ép ngăn chặn miệng. Còn có cảm thụ cự long tại hạp cốc vạn vẹo, lạc thanh mộng trong đầu một trận oanh minh. Ngay sau đó, tại loại này dị dạng cảm giác suýt nữa để cho nàng tại chỗ luân hãm đôi mắt đẹp tại thời khắc này co rút lại thành lỗ kim hình dáng lúc. Lạc Thanh Mộng đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, tu vi cũng theo đó ầm vang bạo phát. Diệp thần, ngươi cho bản cung đi chết. Theo đạo này tiếng nói vang vọng quanh quẩn, kinh khủng trùng kích nhất lên thiên trì bên trong nước. Một đạo dồi dào cột nước, chỉ một thoáng ngút trời bạo phát. Bao phủ ở thiên trì bên ngoài trận pháp, tại thời khắc này cũng ầm vang sụp đổ. Thật là khủng khiếp động tĩnh. Cái này thiên trì bên trong xảy ra chuyện gì rồi? Cảm nhận được Lạc Thanh Mộng bạo phát tu vi khí tức, còn có nhìn đến cái kia một tòa trận pháp tại chỗ sụp đổ. Tần Thiếu Phong cùng Hoàng Tâm Liên bọn người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt đều là có chút dọa người nhìn lên trời ao bên trong. Trong khoảng thời gian này thông qua hấp thu thiên trì, chỗ tiêu tán đi ra bản nguyên chi lực. Tu vi của bọn hắn đều đột phá đến thần hải cảnh trung kỳ, cũng coi là cùng hưởng ân huệ thu được không ít chỗ tốt. Nhưng lúc này Lạc Thanh Mộng bạo phát tu vi khí tức, vẫn là để bọn họ cảm nhận được kinh hải cùng hâm mộ. Hơn phân nửa nhiều tháng trước, Lạc Thanh Mộng cùng Diệp Thần tiến vào bản nguyên thiên trì, tu vi cũng mới chỉ có thần hải cảnh sơ kỳ mà thôi không nghĩ tới hiện nay vậy mà đột phá đến thần hải cảnh viên mãn. Khủng bố như thế tu vi tốc độ tăng lên, quả thực khiến người ta hâm mộ sắc mặt tím lại. Nương tử, ngươi lãnh tĩnh một chút. Ta vừa mới chỉ là nhất thời kìm lòng không được, cũng không phải có ý muốn như vậy chống đối ngươi. Cảm nhận được lạc thanh mộng như vậy bạo phát khí thế, hoặc nhìn là thật bị hắn cho làm phát bực. Diệp thần toàn thân một cái giật mình, tu vi bạo phát ở giữa huyển hóa ra y phục, thân hình vội vàng muốn xông ra thiên trì bên ngoài. Quá kinh khủng sơ ý một chút cọ đến mẫn cảm chốt mở, lạc thanh mộng bạo tính khí là thì thật nổ. Giờ này khắc này chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Im miệng. Ngươi cái này hỗn đảng quá làm càng, bản cung hôm nay không tha cho ngươi. Nghe được dịp thần lại còn dám ngụy biện, nhìn tư thế còn muốn chạy trốn ra thiên trì bên ngoài, lạc thanh mộng tiếng nói thanh lãnh khẽ kêu nói. Tu vi bạo phát ở giữa đã ngưng tụ ra một bộ quần áo, bao trùm ở nàng cái kia hoàng mỹ không một tì vết nở nang thân thể mềm mại. Sau một khắc, thân hình xuất hiện tại diệp thần phía trước, một cái lão bà miêu miêu quyền thì đánh ra gia hỏa này thực sự quá làm càng tại hai người tiến vào thiên trì chân nguyên song tu thời điểm thì khống chế không nổi chính mình hung hăng khinh nhờn nàng mà nàng lúc ấy nhớ kỹ diệt thần nỗ lực nghĩ đến để hắn chiếm một chút tiện nghi cũng được thì cố nén không có ngay tại chỗ phát tác mà chính là nhẫn nại tính tình cùng một chỗ song tu không nghĩ tới tại song tu sau khi hoàn thành gia hỏa này vậy mà không biết thu liễm ngược lại biến đến càng thêm làm càng vậy mà lại còn dám chống đối nàng tiểu mật gia hỏa này thật là muốn lên trời ạ. À. Nếu là không thật tốt giáo dục một chút, lần tiếp theo gia hỏa này lại làm càng một chút, chẳng phải là liền muốn trực đảo Hoàng Long rồi. Cho nên Lạc Thanh Mộng lúc này nội tâm thật sự là muốn tức điên, hôm nay vô luận như thế nào nàng muốn hành hung gia hỏa này một trận. Nếu không về sau muốn là ủ thành sai lầm lớn, bọn họ thật thì hối tiếc không kịp. ầm ầm. Sau một khắc, tại đinh tai nhức ốc trong tiếng nổ vang, Diệp Thần bị Lạc Thanh Mộng đánh vào thiên trì bên trong. Kinh người như thế động tĩnh nhìn đến Tần Thiếu Phong cùng Hoàng Tâm liên bọn người lơ ngơ, nhưng bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn mà thôi, không có người một người dám đi lên lẫn vào. A a a, Nương Tử, ta vừa mới thật không phải cố ý, thật là không kìm hãm được a. À. Vậy ngươi nên đánh. Bản cung liền biết ngươi nam nhân này không đáng tin cậy, về sau bản cung cũng sẽ không lại nuông chiều ngươi. A a a, Nương Tử, ta mới vừa nói sai, kỳ thật ta là cố ý, ta tự kiềm chế lực rất mạnh. Ngươi là cố ý? vô sĩ hỗn đảng vậy ngươi càng nên đánh. Bản cung nhất thời động lòng trắc ẩn, lại làm cho ngươi biến đến càng thêm làm càng, ngươi về sau không muốn lại đụng bản cung. ầm ầm Nhìn lên trời ao chỗ bạo phát kinh người động tĩnh còn có nghe hai người kỳ kỳ quái quái lời nói, thiên trì bên ngoài mọi người không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Còn tưởng rằng vị này đế tử cùng đế thiếu phi, bởi vì chuyện gì mà náo trở mặt. Không nghĩ tới là vợ chồng trẻ đang liếc mắt đưa tình, quả nhiên là để bọn hắn tại mộng bức bên trong, bị cưỡng ép miễn cưỡng nhét vào một miệng cẩu lương đế tử cùng đế thiếu phi, tốt ân ái dáng vẻ. Nhìn lên trời trong ao trong mơ hồ, lẫn nhau trật đánh nhau bóng người. Tần thiếu phong cùng hoàng tâm liên bọn người, đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Hai người đều cùng là đương đại chi đỉnh yêu nghiệt. Mặc kệ là dung mạo dáng người vẫn là thiên phú thực lực, đều là ông trời tác hợp cho giống như xứng tồn tại. Thì liền cảm tình cũng có thể như thế thuần túy, thật là làm cho bọn họ những người này đố kỵ muốn chết. Sư muội ta cái gì thời điểm? Mới có thể chống đối ngươi nhìn về phía trước vợ chồng trẻ đùa giỡn. Tần Thiếu Phong tại lộ ra thần sắc khát khao về sau, có chút quỷ thần xui khiến đối với Hoàng Tâm Liên nỉ non nói. Sư Huynh, ngươi đang nói bậy bạ gì đâu? Nghe được Tần Thiếu Phong cái này có chút không đứng đắn lời nói, Hoàng Tâm Liên nhất thời một trận mặt đỏ tới mang tai, tại hờn dỗi bên trong nhịn không được đạp Tần Thiếu Phong một chân. Khụ khụ, ý của Sư Huynh là. Chúng ta cái gì thời điểm, mới có thể giống đế tử cùng đế thiếu phi bọn họ như thế? Nhìn đến Hoàng Tâm Liên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng dáng vẻ, còn có trương vạn quân cùng hồ hàng rung động thần sắc tần thiếu phong nhất thời mặt mo đỏ ửng vội ho một tiếng sau vội vàng sửa lời nói hừ ta tạm thời không muốn trả lời ngươi vấn đề này bị những đồng môn khác như vậy nhìn chăm chú lên hoàng tâm liên chỉ là mềm mại hừ một tiếng nói tại hai người lẫn nhau nói chuyện với nhau thời điểm thiên trì bên trong động tĩnh cũng dần dần thu nhỏ lạc thanh mộng tự hồ là dày vào mệt mỏi vào lúc này đã hóa thành thảo một tinh linh lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi tại diệp thần trên vai mà diệp thần thì là tóc y phục lộn xộn thân hình có chút chật vật bay ra nhưng khóe miệng nâng lên một vệt ý cười người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra diệp thần tâm lý đã sớm vui vẻ nở hoa lần này chân nguyên song tu hắn cùng lạc thanh mộng quan hệ đã nhanh vượt qua giới hạn để hắn kém một chút liền muốn thả tự mình cái này một loại khoa trương tiến độ quả thực cũng là trước đó chưa từng có tuy nhiên hắn vì thế bị lạc thanh mộng đánh một trận cũng không biết lần tiếp theo còn có thể hay không dạng này nhưng lần này thật là quá đáng giá. Thì liền tu vi đột phá đến thần hải cảnh viên mãn, đều không có sự kiện này mang cảm giác của hắn thoải mái. Gặp qua đế tử cùng đế thiếu phi. Nhìn đến dịp thần cùng lạc thanh mộng theo trời trong ao lướt đi đến, tần thiếu phong cùng hoàng tâm liên bọn người vội vàng thi lễ một cái. Tuy nhiên dịp thần lúc này bộ dáng có chút chật vật, nhưng không chút nào ảnh hưởng đối phương kinh khủng bi hiếp lực. Dịp thần cùng huyền thiên đại đế trận chiến kia, cho bọn hắn rung động quá kinh người. Đối phương cái kia một loại tàn nhẫn quả quyết phong cách chiến đấu, cũng không phải bọn họ có thể so bì cùng xúc phạm. Duy nhất làm cho nam nhân này cam tâm tình nguyện ăn quả đắng, chỉ sợ cũng chỉ có trên vai hắn vị kia đế thiếu phi. Không cần đa lễ. Xem ra thu hoạch của các ngươi cũng không tệ. Diệp thần nghe vậy mỉm cười, lập tức sửa sang một chút tóc. Ánh mắt quét bách hoa thánh địa hai vị thánh nữ, còn có thanh vân thánh địa hai vị thánh tử, sau đó tiếng nói có chút ngưng trọng nói. Đều làm tốt chém giết chuẩn bị đi. Chờ một chút ra bí cảnh bên ngoài, có lẽ lại sẽ có một trận thảm chiến chúng ta thái nhất thánh địa có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích cho nên các ngươi đều phải làm tốt dự tính xấu nhất nghe được diệp thần ngưng trọng lời nói mấy người sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ tâm tình cũng biến đến trầm trọng xuống tới nhìn chung đông đảo thế lực thiên kiêu thánh tử lần này tiến vào huyền thiên bí cảnh cũng chỉ có bọn họ những người này tồn tại lấy bọn họ thái nhất thánh địa chỉ sợ sẽ bị thế lực khác liên thủ chế tài diệp thần đế tử chờ ra bí cảnh bên ngoài ta sẽ thuyết phục trăm hoa thánh chủ cùng thái nhất thánh địa đứng chung một chỗ tại tầng thiếu phong chờ tâm tình người ta biến đến trầm trọng thời điểm lý uyển oánh đi vào dịp thần đám người cách đó không xa tiếng nói có chút thận trọng nói ra ta thanh vân thánh địa cũng sẽ cùng thái nhất thánh địa thống nhất trận doanh mong rằng dịp thần đế tử chớ có ghét bỏ tại lý uyển oánh mở miệng về sau thanh vân thánh địa vương kình cùng liễu thanh ngọn núi vào lúc này cũng đi tới thận trọng nói ra dịp thần cùng lạc thanh mộng thực lực bọn họ những người này đều rõ như ban ngày bọn họ cũng không cho rằng mấy thế lực lớn khác liên thủ liền có thể chế tài được thái nhất thánh địa. Cho nên, lúc này trước cùng Diệp Thần thống nhất trận doanh đứng chung một chỗ, tương lai có lẽ có thể giao hảo một vị kinh khủng tồn tại. Chương 155, Diệp Thần, bản quân chờ các ngươi đã lông thế, ngược lại là đa tạ mấy vị. Đối với Lý Uyển Oánh cùng Vương Kình đám người lấy lòng, Diệp Thần vào lúc này mỉm cười gật đầu. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tuy nhiên lấy hắn cùng Lạc Thanh Mộng thực lực hôm nay, tại bạo phát các loại ác chủ bài về sau, có thể đối cứng một số đế quân cường giả nhưng đoạt thiên năng lực cùng thời gian nghịch chuyển đều sẽ mang đến cho hắn thượng thương điềm xấu chi lực thủy chung là một cái trí mạng tai họa ngầm cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm diệp thần không muốn lại sử dụng hai cái này năng lực mà lạc thanh mộng cũng giống như thế một chiêu kia vĩ ngạn hoa nở tuy nhiên có thể làm cho nàng tiến hành siêu cường bạo phát nhưng sau đó linh hồn sẽ xa vào đến trong ngủ mê lúc trước chỗ lấy không có rơi vào trạng thái ngủ say đó là bởi vì tiến vào bản nguyên thiên trì có bí cảnh bản nguyên chi lực tại tu bổ linh hồn hao tổn cho nên Lạc Thanh Mộng mới không có rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng lần tiếp theo vận dụng năng lực này, không có bí cảnh bản nguyên chi lực chữa trị, Lạc Thanh Mộng sau đó tất nhiên sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Cho nên lúc này, có thể được đến hai thế lực lớn chống đỡ, cái này không khỏi cũng không là một chuyện tốt. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời phía dưới thời điểm, toàn bộ bí cảnh thiên địa ầm vang chấn động. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đến bí cảnh thiên địa chấn động, Tần Thiếu Phong cùng Hoàng Tâm Liên bọn người bỗng nhiên giật mình, ánh mắt đều là có chút không hiểu nhìn về phía Diệp thần. Đây là bí cảnh thiên địa tại bài xích chúng ta, làm tốt bị truyền tống ra ngoài chuẩn bị đi. Diệp thần quét phiến thiên địa này liếc một chút, tiếng nói có chút trầm thấp nói ra. Huyền Thiên Đại Đế bị đánh giết về sau, phương này bí cảnh thiên địa quy tắc cũng theo đó phát sinh một ít biến hóa. Lại thêm phương này bí cảnh bản nguyên chi lực, bị hắn cùng Lạc Thanh Mộng nuốt chửng lấy đến không sai biệt lắm. Cho nên đối bọn hắn những thứ này ngoại lai sinh vật, cũng sinh ra đặc thù nào đó bài xích. Oanh cơ hồ tại diệp thần tiếng nói vừa ra về sau nương theo lấy một trận tiếng oanh minh nổ vang một cổ đáng sợ không gian sức lôi kéo cũng buông xuống tại tất cả mọi người trên thân diệp thần cùng lạc thanh mộng không có chút nào ngăn cản mặc cho chỗ này bí cảnh đem bọn hắn bài xích ra ngoài dù sao chuyến này huyền thiên bí cảnh thu hoạch của bọn hắn là lớn nhất không chỉ có thu hoạch được đến một cái bát giai hồn tinh còn đem tu vi tăng lên tới thần hải cảnh viên mãn chỉ tiếc huyền thiên cái này lão bất tử đồ vật không có để lại cái gì truyền thừa bảo vật ngược lại để dịp thần cảm thấy có chút tiếc nuối bí cảnh bên ngoài theo tử lăng cùng tô trần trăm hoa thánh chủ cùng mộ dung vân sơn chiến đấu tại mọi người nhìn soi mói triệt để kéo ra màn che tiếng oanh minh không ngừng rung khắp bách đoạn sơn mạch chỗ sâu một số nhất lưu thế lực thiên kiêu cùng thế hệ trước cường giả trên mặt cũng nhịn không được lộ ra rung động thần sắc dù sao chuẩn đế tầng thứ chiến đấu tại huyền thiên cảnh nội cũng không thấy nhiều những người này đều là huyền thiên cảnh nội bá chủ bình thường muốn xem đến bọn họ xuất thủ cơ bản đều là chuyện không thể nào. Một bạch lang, người bách hoa thánh địa lấy thánh khiếp danh tiếng tự xưng là, bây giờ lại như vậy nhảy ra xen vào việc của người khác. Chẳng lẽ lại ngươi cùng thái nhất lão cậu ở giữa, còn có cái gì không thể gặp người tư tình? Nhìn đến tử lăng toàn lực xuất thủ. Vậy mà không thể phá tầng kia thủ hộ bình chướng, mà hắn muốn nhúng tay thì bị một bạch lang ngăn cản. Mộ dung vân sơn tu vi bạo phát ở giữa đánh phía một bạch lang, tiếng nói tại thời khắc này có chút băng lãnh dễu cực nói. Ngươi dám làm nhục bản tọa danh dự nghe được mộ dung vân sơn lời nói một bạch lan tựa như bị cái gì kích thích giống như tu vi tại thời khắc này càng thêm điên cuồng bạo phát thiên nữ tán hoa theo một tôn giống như trích tiên giống như tiên nữ hư ảnh hiện lên ở sau lưng nàng đầy trời cánh hoa tùy theo phiêu tán rơi xuống một bạch lan tại lúc này thật là thực sự tức giận một đạo áp đáy hồng bài chiêu thức liền toàn lực đánh phía mộ dung vân sơn nữ nhân đáng chết quả nhiên có một chân nhìn đến một bạch lan liều mạng như vậy dáng vẻ mộ dung vân sơn thần sắc hơi đổi tại quát lạnh âm thanh bên trong cũng thi triển ra sát chiêu sau đó ngân tiếp một bạch lang một chiêu kia ầm ầm sau một khắc trong hư không bột phát ra càng kinh người hơn tiếng oanh minh tất cả mọi người là ánh mắt rung động nhìn lấy đây hết thảy cũng tương tự có chút không hiểu cái này thánh khiết như liên trăm hoa thánh chủ vì sao muốn vì thái nhất thánh địa phá sự cùng mộ dung thế gia gia chủ như thế cùng chết quả thực có chút quá không lý trí chỉ bằng ngươi cái này một cái xác rùa đen cũng muốn ngăn trở bản quân tiến công mà tại một bạch lang cùng mộ dung vân sơn hai người chém giết tiến vào gây cấn thời điểm một bên khác tại bạo phát mấy đạo công kích đều không có thế banh bạo thái nhất thánh địa huyền chu bên ngoài hộ tráo tử lăng tại thời khắc này cũng triệt để bị tô trần làm phát bực theo tiếng hét phẫn nộ vang vọng đất trời một cổ tà ác khí tức theo tử lăng trên thân ầm vang bạo phát một vòng kinh khủng tàn nguyệt ngưng tụ dọa người phát tắc chi lực sau một khắc đánh vào tầng kia thủ hộ bình chướng phía trên thật là khủng khiếp phát tắc chi lực ba động người này là muốn đột phá đến đế quân cảnh rồi. Cảm nhận được tử lăng một chiêu này chỗ bạo phát uy lực, chung quanh tất cả cường giả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thì liền hắc bạch song sát lão nhân, cũng không nhịn được trung động không thôi. Tử lăng hiện tại chỗ bạo phát khí thế, gần như không á tại bọn hắn hai người. Không đúng. Là trong lúc mơ hồ đã vượt qua hai người bọn hắn người. Cái gì thời điểm huyền thiên cảnh nội, lại có mạnh như thế người rồi. Tần nghị, chuẩn bị tử chiến. Mà Tô Trần nhìn đến tử lăng bạo phát một kích này, thần sắc tại kịch liệt biến hóa ở giữa, nhìn không được đối tần nghị quá to. Một kích này, hắn không ngăn được. ầm ầm Theo một kích này rơi xuống, tiếng oanh minh lại một lần nữa nổ vang. Dù là tô trần tại thời khắc này toàn lực thủ hộ. Bao phủ tại huyền chu phía ngoài tầng kia thủ hộ bình chướng, tại tử lăng cái này kinh khủng một chiêu dưới, vẫn là như là bọc nước giống như nổ tung. Cả tòa huyền chu bị một kích này ầm vang chém thành hai đoạn, tô trần cùng tần nghị hai người đang trùng kích bên trong đằng không mà lên. Mộ dung thế gia, không quản các ngươi ra tại cái mục đích gì đối thái nhất thánh địa xuất thủ nhưng ta tô mỗ người cũng không phải tùy ý các ngươi nắm bột mềm nhìn đến thái nhất thánh địa huyền chu bị phá hủy tô trần vào lúc này cũng bị triệt để chọc giận theo tiếng nói quanh quẩn mà ra tô trần trên thân tách ra bạch quan chói mắt một cổ kinh cũng kiếm ý lúc này phóng lên tận trời thái nhất quy nguyên kiếm động phong trần làm mấy chữ này âm hưởng hoàn toàn rơi xuống thời điểm tô trần hai tay kết xuất một đạo ấn quyết đầy trời kiếm quan phá hư không sau đó hóa thành một tòa kinh khủng kiếm trận, liền đối với tử lăng phủ đầu oanh sát xuống. Tại bản quân trước mặt, ngươi chỉ có bại một lần. Nghe được tô trần nổi giận tiếng nói, còn có nhìn đến cái này một tòa kiếm trận, tử lăng chỉ là lạnh giọng trào phúng một câu. Quán chúng ta hồn lại một lần nữa bạo phát. Một cổ kinh khủng sát lục phát tắc khí tức, xen lẫn làm người sợ hãi oán niệm, hóa thành kiếm quan trực tiếp nên đón tiếp lấy. ầm ầm. Theo cái này hai đạo kiếm quan va chạm, bí cảnh bên ngoài hư không lại lần nữa sụp đổ. Tô Trần tại loại này trùng kích bên trong lại bị tử lăng tại chỗ đánh lui, cả người tại thân hình cuốn ngược bên trong nhịn không được phun ra một nguồn máu tươi. Trên mặt càng là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Tử lăng vừa mới chỗ bạo phát kiếm quang, đã đủ để sánh ngang đế quân cảnh cường giả. Mộ dung thế gia đại trưởng lão, cái gì thời điểm nắm giữ thực lực như thế? Ngươi tuyệt đối không phải mộ dung vân hải. Ngươi là cái gì lão quái vật ngụy trang? Tại nội tâm một mảnh trong kinh hải, nhìn lấy nổ bắn ra mà đến tử lăng. Tô Trần vào lúc này giống như là nghĩ đến cái gì đó, tiếng nói có chút khó có thể tin quát to. Ngươi còn không có tư cách biết. Nghe được Tô Trần lời nói, Tử Lăng chỉ là cười lạnh một tiếng, thân hình như là ác ma đồng dạng tới gần đối phương. Nhưng ngay tại nàng thân hình nổ bắn ra mà đến thời điểm. Nương theo lấy lại một tiếng tiếng oanh minh vang lên, bí cảnh lối vào vòng xoáy đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Có động tĩnh. Bí cảnh cửa vào lần nữa mở ra, những cái kia thiên kiêu nhóm đều muốn đi ra. Nhìn đến bí cảnh lối vào hiện ra mấy bóng người, chung quanh ánh mắt mọi người, tại trong khoảnh khắc đều ngưng tụ tới. Diệp thần, còn có cái kia tiểu kỹ nữ, bản quân chờ các ngươi đã lâu. Đồng dạng mọi người ở đây lên tiếng kinh hô, còn chưa kịp thấy rõ thời điểm. Tử lăng ánh mắt khóa chặt tại một vị áo trắng nam tử trên thân, tại hét to lên tiếng đồng thời, cưỡng ép chuyển biến mục tiêu công kích. Thân hình thì giống như quỷ mị, mang theo kinh khủng khí tức tà ác, trực tiếp đối với diệp thần trên vai lạc thanh mộng chột tới. Chương 156, mọi người hợp nhau tấn công, lạc thanh mộng đột nhiên bạo phát tình huống như thế nào thân hình mới xuất hiện tại bí cảnh cửa vào bên ngoài thì cảm ứng được một cổ sát cơ ầm vang buông xuống diệp thần tại thời khắc này vừa lấy lại tinh thần toàn thân lông tơ trong nháy mắt làm dựng thẳng lên đều tránh ra sau một khắc tại quát lên một tiếng lớn đồng thời diệp thần trực tiếp dây mở thí thần thiên phú toàn thân chân nguyên tiến vào trạng thái bùng nổ bốn loại khác biệt ý cảnh lúc này phóng lên tận trời tứ tượng thánh thú hư ảnh cũng hiện lên ở chung quanh hắn theo tứ tượng sát phạt thuật thi triển diệp thần một quyền đối với tử lăng đánh tới ầm ầm tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong diệp thần một quyền này cùng tử lăng một chưởng kia ầm vang đụng vào nhau kinh khủng trùng kích tại bí cảnh lối vào quét ngang tàn phá bừa bãi mà ra tại vội vàng ở giữa diệp thần bị tử lăng một chưởng này cho đánh bay ra ngoài toàn thân một trận khí huyết quay cuồng một nguồn máu tươi tại chỗ phun tới cánh tay suýt nữa tại chỗ bẻ gãy nhưng may ra hắn tu vi đạt đến thần hải cảnh viên mãn lại thêm nhục thân cường độ viễn siêu cùng cảnh giới cường giả cho nên tại tử lăng một chưởng này dưới mới không có ngay tại chỗ bị đập chết rồi mà chung quanh còn lại thiên kiêu tại loại này không hề có điềm báo trước trong công kích thân hình đều bị tại chỗ hất bay ra ngoài trong miệng cũng không nhịn được phun ra một nguồn máu tươi bọn họ thậm chí còn chưa hiểu trạng thái cái này vừa ra tới thì có chuẩn đế tầng thứ cường giả đánh lén không khỏi cũng có chút quá mức phát rồi đi dừng tay cũng còn không có hỏi rõ ràng tình huống như thế nào Ngươi vì sao muốn hướng những bọn tiểu bối này xuất thủ? Nhìn đến Đông Đảo Thánh Tử Thiên Kiêu bị nhấc lên bay ra ngoài, Thanh Vân Thánh Địa Thánh Chủ tại thời khắc này chợt quát lên. Tại tiếng nói quanh quẩn trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp buông xuống tại Dương Thanh Phong đám người bên người. Mà Tô Trần cùng Tần Nghị hai người, tại thời khắc này cũng thoát ra buông xuống, rơi vào dịp thần đám người bên người. Đem Thái Nhất Thánh Địa chúng người thủ hộ tại sau lưng, thần sắc ngưng trọng dị thường nhìn chằm chằm Tử Lăng bọn người. Không đúng, các ngươi nhìn kỹ. Vì cái gì đi ra Thiên Kiêu? chỉ có thái nhất thánh địa bách hoa thánh địa còn có thanh vân thánh địa cái này ba phe thế lực người mà thôi còn lại thánh tử thiên kiêu đâu chẳng lẽ lại bọn họ đều vẫn lạc tại bí cảnh nội tại diệp thần bọn người ổn định thân hình thời điểm chung quanh nhất thời bạo phát một trận xôn xao tất cả mọi người là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm diệp thần bọn người trên mặt đều lộ ra một vệt sợ hãi cùng khó có thể tin thần sắc không có khả năng ta vạn ma giáo cùng cửu u ma môn thiên kiêu thánh tử đâu có hắc bạch song sát lão nhân đệ tử lịch phi vũ dẫn đội, bọn họ làm sao có thể sẽ tại bí cảnh bên trong xảy ra bất trắc. Tiểu bối, tại bí cảnh bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta vũ hóa thánh địa thánh tử một cái đều không đi ra? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta vân gia cái này để nhất long phượng song kiêu, đều là ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài, làm sao liền bọn họ đều chưa từng xuất hiện. Cơ hồ tại mọi người xôn xao thời điểm. Mặc kệ là vạn ma giáo vẫn là cửu U Ma Môn, hoặc là vũ hóa thánh địa cùng vân gia, những thứ này không nhìn thấy chính mình thiên kiêu thế lực ánh mắt trong nháy mắt đều khóa chặt tại diệp thần chờ trên thân thể người tiếng nói có chút kinh hãi cùng run rẩy quát lớn ha 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 như thế chuyện rõ rành rành thực cần gì phải lừa mình dối người hỏi một chút nhìn đến diệp thần tại vội vàng ở giữa vậy mà cưỡng ép ngăn lại nàng một chưởng tử lăng tại thời khắc này phát ra một trận cười như điên thô kệch gương mặt cũng biến thành có chút vặn vẹo bản quân trước đó liền đã nói diệp thần liên hợp đông đảo thánh tử tại bí cảnh bên trong trắng trận săn giết còn lại thánh tử thiên kiêu, hại ta mộ dung thế gia một đoàn người đều vẫn lạc. Còn diệt vạn ma giáo, cửu u ma môn, vũ hóa thánh địa chờ đông đảo thế lực thánh tử thiên kiêu. Hiện nay bọn họ có thể còn sống theo bí cảnh đi ra, chắc hẳn đã được đến huyền thiên đại đế truyền thừa. Nói, tử lăng tiếng nói tràn đầy hận ý, ánh mắt dày đặc nhìn chầm chầm diệp thần bọn người. Dựa vào cái gì thế lực khác thiên kiêu đều chết hết, những người này không chỉ có thể còn sống theo bí cảnh bên trong đi ra, còn thu hoạch được huyền thiên đại đế truyền thừa, ta mộ dung thế gia. Cái thứ nhất không phục. Khi nhìn đến Diệp Thần cùng Lạc Thanh Mộng tu vi khí tức, vậy mà đạt đến hoảng sợ thần hải cảnh viên mãn, vội vàng ở giữa lại còn ngăn lại nàng toàn lực một chưởng. Tử Lăng tại thời khắc này cảm giác nguy cơ bạo phát, tại đè xuống kinh hải trong lòng cùng kiên kỵ về sau, nàng mở miệng kích động thế lực khác tâm tình. Thậm chí tại tiếng nói vừa ra một khắc này, Tử Lăng lại một lần bạo phát tu vi chi lực, ánh mắt khóa chặt tại Lạc Thanh Mộng trên thân. Ở những người khác còn đắm chìm trong trong giọng nói của nàng lúc, một đạo nguyệt nha phong mang ngưng tụ kinh khủng tà khí lại một lần đối với lạc thanh mộng oanh sát mà đi giết ta hắc bạch song sát lão nhân đệ tử các ngươi cái này mấy tiểu bối đúng là đáng chết cơ hồ tại tử lăng lại một lần bạo phát thời điểm hắc bạch song sát lão nhân trong đôi mắt hàng quang lấp lóe ánh mắt tại khóa chặt diệp thần bọn người về sau chuẩn đế tầng thứ tu vi cũng ầm vang bạo phát tại ma khí ngập trời tàn phá bừa bãi ở giữa một đen một trắng hai bóng người liền đối với diệp thần bọn người trấn sát mà đi Mặc kệ Tử Lăng nói đến là thật là giả, tóm lại trước đem những bọn tiểu bối này cầm xuống, bọn họ thì có thể biết được hết thảy chân tướng sự tình. Nếu như đối phương thu được Huyền Thiên Đại Đế truyền thừa, bọn họ cũng có thể nhân cơ hội này đem cướp đoạt tới tay. Ta Vũ Hóa Thánh Địa Thánh tử bị chết không minh bạch, mấy người kia nhất định phải giao cho ta Vũ Hóa Thánh Địa xử lý. Nhìn đến Tử Lăng cùng Hắc Bạch song sát lão nhân đều cùng một chỗ động thủ, Vũ Hóa Thánh Địa Thánh chủ tại thời khắc này cũng không cam chịu yếu thế. Tu vi bạo phát ở giữa cũng đối với Diệp Thần bọn người trấn áp tới. Hiện tại vũ hóa thánh địa tổn thất nặng nề đã thành kết cục đã định, bọn họ lúc này có thể làm cũng là hết sức vãn hồi tổn thất. Mà dịp thần bọn người rất có thể thu được huyền thiên đại đế truyền thừa, cho nên lúc này bỏ đá xuống giếng tiến hành cướp đoạt cũng chẳng trách bọn họ. Muốn động những bọn tiểu bối này, còn phải qua chúng ta cửa này. Nhìn đến tử lăng bọn người đánh chết mà đến, tô trần tại thời khắc này hét to lên tiếng, tu vi cũng theo đó lại lần nữa bạo phát. Mà trăm hoa thánh chủ cùng thanh vân thánh chủ. Đang nghe Lý Viễn Oánh cùng Dương Thanh Phong đám người truyền tin, biết được tại bí cảnh bên trong phát sinh mọi chuyện sao. Trên mặt kinh hải cùng rung động còn chưa triệt để tiêu tán, vào lúc này cũng ầm vang bạo phát tu vi đứng tại trước mặt tiểu bối. Nguyên lai là ngươi cái này dối trá tao nữ nhân, ngươi còn quả nhiên là âm hồn bất tán. Trước mặt mọi người nhiều thế lực đại lão cùng nhau bạo phát thời điểm. Nguyên bản đợi tại diệp thần trên vai, tâm tình thì không tốt lạc thanh mộng, lúc này tựa như là tìm tới phát tiết đối tượng giống như. Theo tiếng nói thanh lãnh quanh quẩn ra, nàng theo diệp thần trên vai nhảy lên một cái. Tại hào quang sáng chói bên trong, Lạc Thanh Mộng lúc này hóa thân thành hoàn toàn thể hình thái, thậm chí tại thời khắc này thi triển ra Bỉ Ngạn Hoa nở. Ầm ầm. Sau một khắc, theo một đóa Bỉ Ngạn Hoa, trong hư không nở rộ ra. Một đạo cùng Lạc Thanh Mộng không có sai biệt hư ảnh, cũng bánh xe phụ về vòng xoáy bên trong ưu nhã bước ra tới. Ký tức kinh cũng hóa thành phong bạo, lúc này bao phủ cái này một phiến hư không. Tại đạo hư ảnh này chui vào Lạc Thanh Mộng thể nội thời điểm, Lạc Thanh Mộng chỉ là nhẹ nhàng khoát tay từng đạo từng đạo cành liễu lúc này quét ngang chung quanh hư không lần nữa bộc phát ra kinh người oanh minh tử lăng cùng hắc bạch song sát lão nhân thân hình vừa mới tiến tới gần liền bị lạc thanh mộng hoành tảo ra ngoài làm sao có thể nhìn đến lạc thanh mộng tu vi tăng lên tới thánh vương cảnh tầng thứ lại còn một kích đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài hắc bạch song sát lão nhân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại tiếng nói có chút khó có thể tin quát ầm lên cuối cùng là tình huống như thế nào một cái nguyên bản yên lặng thảo một tinh linh đột nhiên tại biến hóa về sau, vậy mà có thực lực như thế. Đinh Kiểm trắc đến ký chủ cùng tạo thành đối tượng ở giữa chiến ý khí tức cộng minh, song phương thực lực tổng hợp tại nguyên có trên cơ sở vượt lên gấp đôi. Đinh Kiểm trắc đến tạo thành đối tượng đụng phải công kích, vần sáng bị động kỹ năng ta vợ không thể lừa gạt kích hoạt. Ký chủ tổng hợp chiến lực bạo phát, đem tại nguyên có trên cơ sở gấp bội. Cơ hội tại lạc thanh mộng tiếng nói vừa ra thời điểm, theo hệ thống hai đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Lạc Thanh Mộng cùng Diệp Thần trên người tu vi khí tức, tại thời khắc này đều cực kỳ khoa trương tăng vọt. Diệp Thần đôi mắt càng trở nên đỏ thẫm vô cùng. Chương 157, đã ngươi muốn giết ta, cái kia bản quân sẽ phá hủy hắn không? Không có khả năng. Hai người bọn họ hậu sinh tiểu bối, tại sao có thể có khí thế như vậy? Nhìn đến Lạc Thanh Mộng đưa tay ở giữa bức lui ba vị chuẩn đế cường giả, hai người khí thế càng là trước nay chưa có tăng vọt. Chung quanh vồ giết tới đông đảo cường giả, tại thời khắc này đều giống như gặp quỷ giống như thân hình đột nhiên trong hư không đình trệ xuống tới ánh mắt cực kỳ hoảng sợ nhìn chằm chằm diệp thần cùng lạc thanh mộng bọn họ quả thực khó có thể tin diệp thần cùng lạc thanh mộng tu vi khí tức vậy mà sẽ kinh khủng đến cái này một loại trình độ đặc biệt là lúc này lạc thanh mộng thế mà để bọn hắn cực kỳ rõ ràng cảm nhận được một loại nguy cơ sinh tử cảm giác nương tử ngươi làm sao lại thi triển một chiêu này lá bài tẩy tại mọi người cảm thấy kinh hãi không thôi thời điểm diệp thần thân hình tới gần lạc thanh mộng bên người tiếng nói có chút ngưng trọng hỏi một câu. Lần này không có bí cảnh bản nguyên chi lực, Lạc Thanh Mộng thi triển một chiêu này sau đó, chỉ sợ phải ngủ say mấy ngày. Người nào đó gây bản cung sinh khí, bản cung lại không làm gì được hắn, chỉ có thể tìm những người khác phát tiết. Nghe được Diệp Thần lời nói, Lạc Thanh Mộng sâu kính lường cái trước liếc một chút, tiếng nói có chút tức giận đáp lại một câu. Bất quá, tại Diệp Thần cảm thấy có chút xấu hổ thời điểm, Lạc Thanh Mộng tiếng nói thanh lãnh nói bổ sung. Chúng ta thế lực đơn bạc. Nếu như không cần vận dụng ác chủ bài, trước giải quyết hết một số người chỉ sợ chúng ta nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới theo quan sát cục diện xuất phát thái nhất thánh địa lúc này cục diện tràn ngập nguy hiểm cho dù có bách hoa thánh địa cùng thanh vân thánh địa ở vào cùng một trận danh nhưng đối mặt tại chỗ nhiều như vậy thế lực nhìn chằm chằm bằng tô trần bọn người là bảo hộ không được bọn họ hai người này cho nên dựa vào người không bằng dựa vào chính mình cái này một loại cục diện nàng và diệp thần đều phải vận dụng ác chủ bài mới được mà diệp thần vận dụng đoạt thiên năng lực sẽ tại thể nội lưu lại thượng thương điềm xấu chi lực, nguy cơ tai họa ngầm nhưng muốn so với nàng càng nghiêm trọng hơn. Dù sao nàng vận dụng bỉ ngạn hoa nở, nhiều nhất thì ngủ say một đoạn thời gian. Có dịp thần thủ hộ tại bên cạnh nàng, nàng liền xem như ngủ say một đoạn thời gian, cũng sẽ không có cái gì nguy cơ phát sinh. Ngược lại là dịp thần, muốn là thể nội thượng thương điềm xấu chi lực tích lũy quá nhiều, dẫn được trời xanh tức giận hạ xuống thiên phạt. Cái kia cơ hồ thì ngõm củ tỏi cho nên tại đơn giản suy tư một chút về sau, Lạc Thanh Mộng cũng là mười phần quả quyết, trực tiếp thì thi triển ra bỉ ngạn hoa nở. Chư vị, căn cứ ta mộ dung gia thiên kiêu chiếm được tình báo. Đây là diệp thần cùng cái này thảo một tinh linh, tại bí cảnh bên trong lấy được huyền thiên bí pháp, mới có thể làm thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Chỉ cần chúng ta có thể kéo lấy bọn hắn hai người, chờ đến thời gian vừa đến. Những truyền thừa khác bí pháp chính là của chúng ta. Tại diệp thần cùng Lạc Thanh Mộng nói chuyện với nhau thời điểm, tử lăng đồng tử co rúng lại nhìn chằm chằm lạc thanh mộng theo sát ý cùng hận ý bạo phát nàng tiếng nói dồn dập lớn tiếng quát ầm lên lạc thanh mộng tại bí cảnh bên trong bạo phát chiêu này cho nàng bóng mờ thật sự là quá lớn cho nên lúc này nàng muốn lừa dối tại chỗ còn lại chuẩn đế cường giả để bọn hắn đều lên đi chịu chết ngăn chặn lạc thanh mộng chỉ cần chờ lạc thanh mộng bí pháp thời gian vừa tới tu vi một lần nữa rơi xuống đến thần hải cảnh viên mãn đến lúc đó đến phiên nàng toàn lực phản công huyền thiên bí pháp quả nhiên Tại tử lăng một phen nói sau khi đi ra, tại chỗ thế lực khắc thánh chủ cấp nhân vật. Thần sắc tại cảm thấy một trận kinh hải cùng rung động về sau, cũng có chút tham lam khóa chặt lạc thanh mộng bọn người. Nguyên lai là tại bí cảnh bên trong lấy được đại đế bí pháp, trách không được có thế như thế khoa trương tăng phúc tự thân tu vi. Cái này một loại bí pháp nếu là có thể bị bọn họ lấy được lời nói, vậy bọn hắn chẳng phải là có thế có đối cứng đế quân thực lực. Nghĩ tới những thứ này. Mặc kệ là vũ hóa thánh địa thánh chủ, vẫn là hắc bạch song sát lão nhân, lại hoặc là vân gia gia chủ. Tại thời khắc này đều lóe qua tham lam quan mang. Ngươi cái này một kẻ xảo trá tao nữ nhân, thật sự chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghe được tử lăng nói tới mấy câu nói đó, lạc thanh mộng trong đôi mắt hàng quan lấp lóe, tu vi tại thời khắc này lại lần nữa bạo phát. Tại lạc thần chi lực hóa thành phong bạo bao phủ mở về sau, nàng thân hình tại thời khắc này xông về tử lăng. Mà trên người nàng tu vi khí tức, bất ngờ đạt đến thánh vương cảnh viên mãn. Đồng loạt ra tay ngăn chặn nàng nhìn đến lạc thanh mộng đối nàng xông ngang mà đến tử lăng vào lúc này da đầu trực tiếp nổ tung tiếng nói có chút thất kinh giận dữ hết. bởi vì lạc thanh mộng lần này chỗ bạo phát khí thế vậy mà so tại bí cảnh bên trong còn muốn càng thêm khủng bố tại tiếng nói gào rú gào thét thời điểm mênh mông chân nguyên nương theo lấy ngập trời tà khí theo trên người của nàng điên cùng ngút trời bạo phát một tôn kinh khủng ma ảnh hiện lên phía sau nàng tử lăng tại dưới tình thế cấp bách thi triển ra sát chiêu liền đối với lạc thanh mộng oanh sát bao trùng xuống tiểu bối giao ra huyền thiên bí pháp truyền thừa, các ngươi còn có cơ hội sống sót. Nhìn đến lạc thanh mộng đối với tử lăng trấn sát mà đi, hắc bạch song sát lão nhân ánh mắt thời gian lập lòe, trên thân đều bộc phát ra ma khí ngập trời. Thân hình chỉ một thoáng giống như quỷ mị, liền đối với lạc thanh mộng vây quét trấn sát mà đi. Đối thủ của các ngươi là ta. Ngay tại hắc bạch song sát lão nhân lúc động thủ, dịp thần tại thời khắc này quát khẽ lên tiếng, tu vi càng là bạo phát đến cực hạn. Một cổ hỗn độn kiếm ý ngút trời bạo phát mà lên, phía sau hắn càng là hiện ra thiên đế hư ảnh. Làm hỗn độn thiên đế kiếm xuất hiện tại trong tay thời điểm, một đạo kinh khủng hỗn độn kiếm quang, liền đối với hai người chém giết mà đi. Thật là khủng khiếp một kiếm. Kẻ này thực lực vậy mà cũng khủng bố như thế. Cảm nhận được Diệp thần một kiếm này mang đến uy hiếp, Hắc Bạch Song Sát lão nhân đồng tử bỗng nhiên co rúng lại, đang kinh hãi bên trong đều thi triển ra ác chủ bài sát chiêu. Ma uy chấn động vào hư không, cùng kiếm quang ầm vang va chạm. Thậm chí tại thời khắc này, mộ dung gia gia chủ mộ dung vân sơn vũ hóa thánh địa thánh chủ vũ đời đời còn có vân gia gia chủ mây tiếu nhọn đều là cùng nhau bạo phát tu vi thi triển sát chiêu trấn sát mà đến nhưng mấy người kia còn chưa tới gần dịp thần cùng lạc thanh mộng hai người liền bị tô trần cùng một bạch lan còn có thanh vân thánh chủ ngăn cản nương theo lấy tiếng oanh minh không ngừng chấn động thiên địa bí cảnh bên ngoài bạo phát một trận đáng sợ hỗn chiến tần thiếu phong cùng hoàng tâm liên người tại tần nghị cùng một ít trưởng lão bảo vệ dưới không ngừng lùi lại rời xa cái này một mảnh hỗn loạn chiến trường đông đảo nhất lưu thế lực thiên kiêu cùng cường giả đều là một mặt rung động nhìn lấy loại này chém giết nhiều như vậy vị chuẩn đế cường giả cùng một chỗ chém giết trong mắt bọn hắn thật đúng là chưa từng có rầm rộ đồng thời còn có hai cái hậu sinh tiểu bối tham dự trong đó cái này để bọn hắn càng thêm rung động cùng thật không thể tin đáng chết kỹ nữ nện ngươi đến tục cùng là ai bị lạc thanh mộng một chiêu cường thế đánh bay tử lăng trong miệng há miệng phun ra máu tươi thân hình tại thời khắc này cuốn ngược trở ra tiếng nói cực kỳ oán hận cùng không cam lòng quát ầm lên. Nàng thế nhưng là Trung Châu tiếng tâm lừng lẫy nữ đế quân A, vì cái gì gặp phải nữ nhân này, tự như là gặp phải khắc tinh đồng dạng. Hai lần giao thủ đều bị đối phương áp chế hành hung, nàng thậm chí ngay cả năng lực hoàng thủ đều không có. Loại cảm giác này thật sự là quá oan uổng. Ngươi không xứng biết. Nghe được tử lăng thô bị giận mắng, lạc thanh mộng thần sắc lạnh như sương lạnh. Tại tiếng nói đạm mạc truyền ra về sau, nàng đưa tay vung ra một đạo kiếm quang kinh cũng lạc thần chi lực, lúc này phong tỏa ngăn cản cái này một phiến hư không, kiếm quang ầm vang đối với Tử Lăng bạo trảm xuống. Tình cảnh này liền như là tại Huyền Thiên bí cảnh bên trong một dạng, để Tử Lăng lại một lần phát ra oán độc cùng tuyệt vọng nộ hống. Đáng chết kỹ nữ nện. Muốn muốn chém giết bản quân, cái này tuyệt đối không có khả năng. Nhìn đến cái kia một đạo ngang thông trời đất kiếm quang, Tử Lăng tại không chỗ có thể trốn bên trong phát ra nộ hống. Hai tay càng là kết xuất một đạo ấn quyết, Mộ Dung Vân Hải thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một đạo tà ác quỷ dị sương máu. Đã ngươi muốn giết ta, cái kia bản quân sẽ phá hủy hắn. Bản quân ngược lại là nghĩ nhìn xem, tại bản quân dung nhập vào trong thức hải của hắn về sau, người nữ nhân này là không còn có thể hạ thủ được. Theo hai câu này oán độc tiếng nói quanh quẩn trong hư không, mộ dung vân hải tự bạo sinh ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cũng hung hăng đánh vào kiếm quan phía trên. Trong một chớp mắt, ngàn trượng bên trong không gian đều sụp đổ, chung quanh phong tỏa cũng tận số sụp đổ. Tử Lăng oán chủng tà hồn tựa như là một đạo điện quang hoa phá thương khung giống như, trực tiếp đánh vào đang cùng hắc bạch song sát lão nhân giao chiến Diệp Thần thể nội. Diệp Thần Nghe được Tử Lăng oán độc lời nói, còn có nhìn đến cái này một loại kinh biến. Lạc thanh mộng đồng tử hơi hơi co rụt lại, thân hình chỉ một thoáng xông về Diệp Thần. Đương nhiên nàng không phải lo lắng Diệp Thần sẽ bị Tử Lăng cho đoạt xá, mà chính là lo lắng Diệp Thần sẽ bị hắc bạch song sát lão nhân thừa cơ trọng thương. Diệp thần thể nội có thể cầm giữ có thần bí hồn đăng, còn tu luyện một loại nào đó vô thượng linh hồn thuật pháp. Tử lăng lần này thật sự là tại tự chui đầu vào rọ. Nàng hiện tại cần làm, thì là bảo vệ tại dịp thần bị đoạt xá lúc, sẽ không bị những người khác làm trọng thương đến là đủ. Chương 158, Hoa Ngân đi vào thế giới của ta, người cái này dối trá tao nữ nhận điệp thần vừa cùng hắc bạch song sát lão nhân đối cứng một chiêu, thân hình tại loại này khủng bố trùng kích bên trong cuốn ngược trở ra. Thân hình còn chưa kịp né tránh, liền bị tử lăng tà hồn oanh trúng. Một đạo u quan tại đầu hắn phía trên lóe qua, làm cho diệp thần não hải một trận oanh minh thần sắc cũng biến thành có chút hoảng hốt cơ hội tốt bắt lấy hắn nhìn đến diệp thần bị tử lăng tà hồn xâm lớn, thân hình trong chốc lát cứng ngắc ngay tại chỗ thắc bạch song sát lão nhân chấn động mạnh trong đôi mắt đều lộ ra một vệt hàng quang tại tiếng nói dày đặc quát lớn ở giữa thất bạch song sát lão nhân đều lại một lần nữa bạo phát tu vi hai đạo kinh cũng thần thông liền đối với diệp thần trấn sát xuống cút bất quá ngay trong nháy mắt này tại hắc bạch song sát lão nhân muốn nhân cơ hội đánh lén thời điểm lạc thanh mộng thân hình đột nhiên như quỷ mị xuất hiện theo tiếng nói lạnh lẽo quanh quẩn lạc thần chi lực chấn động vào hư không mấy đầu cành liễu giống như thần kiếm đồng dạng ngưng tụ kinh khủng phong mang chi lực chỉ một thoáng đánh phía hắc bạch song sát lão nhân ầm ầm theo thần thông va chạm nhau hư không lại một lần nữa bạo phát quanh minh nhưng mặc kệ những thứ này phong bạo trùng kích như thế nào tàn phá bừa bãi theo lạc thanh mộng chỗ dựa tại đất diệp thần trước người tất cả công kích đều bị đều ngăn trở cản lại. Ngoại giới thì giao cho bản cung tốt, ngươi an tâm xử lý nữ nhân kia. Tại thay dịp thần ngăn lại tất cả công kích về sau, Lạc Thanh Mộng thanh lãnh tiếng nói, cũng vang vọng phía trước người sâu trong tâm linh. Mà cơ hồ tại Lạc Thanh Mộng lời nói âm vang lên thời điểm, một đạo khác âm lãnh mà oán hận tiếng nói, cũng vang vọng quanh quẩn tại dịp thần trong đầu. A ah ha ha ha, tiểu quỷ đầu, ngươi không nên oán bản quân thủ đoạn độc ác, muốn trách thì trách bên ngoài cái kia kỹ nữ nện. Là nàng bức bản quân đoạt xá ngươi tại một trận này cười như điên quanh quẩn bên trong. Tử Lăng trực tiếp anh mở diệp thần thức hải vách ngăn, như là cường đạo đồng dạng xâm nhập đến trong thức hải. Nhưng tiếng nói của nàng còn chưa nói xong. Khi nhìn đến diệp thần trong thức hải cảnh tượng về sau, Tử Lăng tiếng cười điên cuồng trong nháy mắt im bặt mà dừng. Cả người trừng trừng nhìn chầm chầm trong thức hải. Hồn thể đột nhiên một trận kịch liệt chấn động, xem ra tựa như là bị cái gì hù dọa. Bởi vì lúc này tại trong tầm mắt của nàng. Diệp thần thức hải liền như là một mảnh hỗn độn hải, phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ không nhìn thấy bờ duyên chỗ mà tại cái này một mảnh hỗn độn hải trung tâm ngưng tụ một gốc cây khổng lồ thanh liên thanh liên phía trên một đạo bạch y bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu còn lơ lửng một chiếc cổ lão mà thần bí thanh đồng cổ đăng theo thanh niên áo trắng mở hai mắt ra cái kia một luồng màu xanh đăng diễm không gió chập chờn một cổ không hiểu nguy cơ sinh tử cảm giác để tử lăng cảm thấy một trận rùng mình đây là sâu trong thức hải ta bao hàm hồn địa phương hoan nghênh đi vào thế giới của ta dối trá tao nữ nhân. Theo đạm mặt hồn âm quanh quẩn tại trong thức hải, Diệp Thần theo thanh liên ngai vàng chậm rãi đứng lên. Tại hỗn độn luyện thần hỏa chập chờn bên trong, khí tức kinh khủng cũng quét ngang mà ra. Ngươi ngươi, ngươi vậy mà nắm giữ linh hồn chí bảo. Nghe được Diệp Thần cái này trầm thấp lời nói, còn có nhìn đến cái kia ngọn hỗn độn luyện thần đăng, Tử Lăng tiếng nói có chút hoảng sợ hô lớn. Cơ hồ tại tiếng nói vừa ra thời điểm, kinh khủng oán khí theo linh hồn của nàng thể phía trên bạo phát, nàng không chút do dự quay người đánh phía thức hải vách ngăn một tôn có thế mang cho nàng trí mạng uy hiếp linh hồn chí bảo tuyệt đối không phải nàng hiện tại đủ khả năng chiến thắng tồn tại ha ha ngươi cưỡng ép xâm nhập trong cơ thể của ta không có ý định lưu ít đồ lại đi nhìn đến tử lăng tại thời khắc này muốn không đánh mà chạy diệp thần ngẩng đầu tiếng nói dày đặc nói nhỏ cơ hồ tại hắn tiếng nói truyền ra trong nháy mắt theo hắn linh hồn lực mãnh liệt bạo phát tử lăng vừa mới có thế tùy tiện xé rách thức hải vách ngăn tại thời khắc này vậy mà bộc phát ra tia sáng yêu dị. Ầm ầm. Tại loại này quang mang lấp lóe bên trong, tiếng oanh minh nhất thời chấn động thức hải. Mới vừa rồi còn có thể bị cưỡng ép oanh mở thức hải vách ngăn, lúc này lại biến đến như là trời chung giống như không thể phá vỡ. Đối mặt tử lăng cái này đáng sợ oanh kích, vậy mà cứ thế mà tiếp tục chống đỡ. Không. Không có khả năng. Đây hết thảy đều không phải là thật. Nhìn đến trước mắt xuất hiện vết nứt, nhưng không có triệt để phá nát, ngược lại tại cấp tốc khôi phục thức hải vách ngăn. Tử Lăng đang kinh hãi bên trong phát ra một trận nộ hống, hồn lực cùng oán khí càng thêm điên cuồng bạo phát. Không nên uổng phí khí lực. Nhìn đến Tử Lăng điên cuồng như vậy oanh kích, Diệp Thần hồn thể một bước một liên hoa, tay phải nâng cái kia ngọn hỗn độn luyện thần đăng. Không ngừng hướng về Tử Lăng ép tới gần, tiếng nói cũng dày đặc quanh quẩn ra. Nếu như tại bên ngoài muốn đối phó ngươi, ta có lẽ còn phải bạo phát các loại ác chủ bài, kinh lịch một phen khổ chiến mới có thể chiến thắng ngươi. Nhưng ở chính ngươi đưa tới cửa, ngược lại là bớt đi ta một phen công phu theo tiếng nói này rơi xuống diệp thần thổi một cái trước mắt hỗn độn luyện thần đăng cái kia một luồng đèn đút tại chập chờn bên trong bay ra ngoài ngay sau đó theo diệp thần cái này một miệng hồn khí chui vào đèn đút liền giống bị rót dầu hỏa giống như chỉ một thoáng niên cùng tăng vọt hóa thành một mảnh kinh khủng màu xanh biển lửa hướng về phía trước tử lăng bao phủ mà đi cùng vọng ngươi cho rằng ngươi ăn chắc bản quân rồi nghe được diệp thần loại này dễ cực ngữ còn có nhìn đến cái kia một mảnh màu xanh biển lửa Tử Lăng tại thời khắc này triệt để bạo nộ rồi. Theo tiếng nói oán hận quanh quẩn mà ra, nàng hai tay vào lúc này ngưng tụ ra một đạo ấn quyết. Oán linh hồn khiếu. Tử Lăng không chút do dự thi triển ra linh hồn công kích thuật pháp, kinh khủng oán khí cùng mênh mông hồn lực, trực tiếp biến thành đầy trời quỷ ảnh. Giống như biển động đồng dạng đánh phía Diệp thần. Nhưng sau một khắc, theo đầy trời quỷ ảnh cùng màu xanh biển lửa va chạm nhau, trong thức hải không ngừng vang lên gào thét thảm thiết, còn có từng đợt thịt nướng giống như bắn ra vang. Tử Lăng đạo này khiến chuẩn đế cường giả đều đủ để vải cả linh hồn linh hồn công kích, lúc này ở hỗn độn luyện thần hỏa trước mặt tựa như là một chuyện cười giống như. Bị cái này một mảnh màu xanh biển lửa vô tình thôn vệ chôn vùi, không ngừng hóa thành tinh thuần hồn lực trả lại đến thức hải bên trong. Không, điều đó không có khả năng. Bản quân đến tột cùng đã làm sai điều gì, thượng thương muốn như thế đối đãi bản quân. Nhìn đến linh hồn công kích căn bản không có hiệu quả, một cổ nguy cơ sinh tử cảm giác cũng trong lòng hồn nổ tung. Tử Lăng có chút cuồng loạn gầm thét vốn cho rằng một thế này trọng sinh trở về, có thể lấy vô địch chi tư cấp tốc cuộc khởi. Không nghĩ tới lại gặp phải lạc thanh mộng nữ nhân này, bất luận dung mạo cùng thực lực đều bị vô tình nghiền ép. Bị nữ nhân này làm cho hai lần nhục thân đều hủy, vốn định lấy oán chúng ta hồn vệ hồn năng lực, đoạt xá rơi diệp thần cái này một bộ hỗn độn thể. Để lạc thanh mộng lâm vào thống khổ cùng trong tuyệt vọng. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến, diệp thần không chỉ có thân phụ hỗn độn thể, lại còn có linh hồn loại chí bảo. Trời sinh thì khắc chế nàng loại này tà hồn, vận mệnh lại là như thế bất công. Diệp thần, ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý vì nô. Bản quân lúc còn sống chính là Trung Châu đế quân cường giả, ta sống đối với ngươi mà nói muốn càng có giá trị. Còn có bản quân yêu mị vô song, càng là tinh thông song tu phòng thuật. Bản quân có thể liếm ngươi, có thể theo ngươi hồn giao, cho ngươi không cách nào trải nghiệm khoái lạc. Nhìn đến cái kia một đạo linh hồn thuật pháp không ngừng sụp đổ, nguy cơ sinh tử cảm giác làm cho đạo tâm của nàng cũng gấp nhanh sụp đổ. Tử Lăng đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, hoảng không chọn loạn cầu xin tha thứ nàng có loại dự cảm mãnh liệt một khi bị những thứ này màu xanh hỏa diễm hủy diệt cái kia nàng nhưng chính là hình thần đều diệt bị chết liền không còn sót một chút cặn cái chủng loại kia không thể không nói người nói những thứ này xác thực rất mê người nhưng rất đáng tiếc ta đã có nương tử nghe được tử lăng lời nói diệt thần thần sắc không có không dao động khóe miệng còn vung lên một vệt trào phúng nếu như là một cái không có nguyên tắc phòng tuyến cuối cùng đối với nữ sắc yêu thích tận xương kẻ đồi bại có lẽ sẽ làm tâm động, đem tử lăng thu làm nô lệ. Nhưng rất đáng tiếc Diệp Thần không phải loại này người. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, suốt đời chỗ thích một người là đủ. Tử lăng. Còn chưa xứng hắn thủ hạ lưu tình. Tại suy nghĩ rơi xuống thời điểm, Diệp Thần đối với tử lăng hư không một nắm, màu xanh biển lửa tùy theo lật úp xuống. Không. Nhìn đến đầy trời biển lửa đối với nàng lật úp mà xuống, tử lăng tại thời khắc này phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cả người bị dìm ngập tại hỗn độn luyện thần hỏa bên trong dù là nàng là oán chủng tà hồn, cũng bị vô tình đốt cháy luyện hóa, như là băng tuyết rơi vào lòng đất dung nham. Vẹn vẹn không đến trong chốc lát, thì triệt để biến thành một luồng khói xanh. Tử lăng làm sao cũng không nghĩ tới. Khoảng cách nàng trọng sinh vẫn chưa tới một tháng, nàng vậy mà lại bị chết như thế triệt để. Tử lăng, trung châu đế vực tử gia lão tổ chi nữ. Oán chủng ngưng kết chi pháp. Tại đêm tử lăng triệt để mặt sát về sau, từng đoạn vụn vặt trí nhớ hình ảnh, nương theo lấy cực kỳ mênh mông hồn lực cũng chui vào đến diệp thần linh hồn thể bên trong, để diệp thần lộ ra một vệt vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tử lăng lại là trung châu đế vực, một cái hoang cổ thế gia lão tổ thân nữ nhi, tại đế vực bên trong cũng có được phi phàm địa vị. Bất quá đây hết thảy diệp thần đều không có hứng thú, tại đơn giản xem một chút trí nhớ hình ảnh sau. Diệp thần tiện ý niệm quay về nhục thể, lại một lần nữa trưởng khống thân thể tỉnh lại. Chương 159, chém giết hắc bạch song sát lão nhân, tại thế hệ trước cường giả bên trong vô địch theo ý thức một lần nữa chấp chưởng thân thể, ngập trời tiếng oanh minh cũng truyền lọc vào trong tai. Bí cảnh ngoại hết thảy tình hình chiến đấu, cũng lại một lần nữa đập vào con mắt. Hắn tại trong thức hải cùng tử lăng giao phong, hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thật cũng bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian. Mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, tại bí cảnh bên ngoài tình hình chiến đấu, cũng phát sinh biến hóa kinh người. Tô Trần cùng một bạch lang còn có thanh vân thánh chủ, nguyên bản đối mộ dung vân sơn, vũ hóa thánh chủ cùng vân gia gia chủ. Mấy người chém giết cơ bản ở vào cục diện bế tắc bên trong nhưng theo âm phong cốc cốc chủ cùng thi khôi tông tông chủ còn có diêu quan thánh địa thánh chủ tại lợi ích dụ hoặc dưới cũng không nhận được thêm vào chiến trường tô trần cùng một bạch lan bọn người cuộc chiến bên này trong nháy mắt bị mấy cái đại thánh chủ liên thủ ép vào hạ phong mà một bên khác lạc thanh mộng một người độc chiến hắc bạch song sát lão nhân không chỉ có không có rơi vào hạ phong bên trong ngược lại bằng sức một mình ngăn chặn hai người chỉ là ngắn ngắn trong chốc lát hai cái lão đầu đều bị đánh cho thổ huyết đáng chết cuối cùng là cái gì chủng loại thảo một tinh linh vì sao lực chiến đấu của nàng có thế như thế sự khủng bố lần nữa bị lạc thanh mộng một kích đánh bay hắc bạch song sát lão nhân lại phun ra một nguồn máu tươi ánh mắt đều khó có thể tin nhìn chằm chằm lạc thanh mộng không muốn lại lưu thủ vận dụng hợp kích chi pháp trước đem nàng triệt để trọng thương lại nói cơ hồ tại thân hình cuốn ngược ở giữa hắc bạch song sát lão nhân dường như tâm hữu linh tê đồng dạng tại thời khắc này đều trăm miệng một lời quát ầm lên mênh mông tà khí vào lúc này tùy theo bạo phát hai người đồng thời ngưng tụ ra một cổ đao ý, vất tay đối với Lạc Thanh Mộng chém ra một đao. Đen trắng hợp kích, ma sát thiên đao. Theo hét to âm thanh quanh quẩn ở giữa ở thiên địa, hai đạo kinh khủng đao quang ầm vang chém ra. Bí cảnh bên ngoài thiên địa, bỗng nhiên hóa thành màu trắng đen. Tại đao quang lẫn nhau đang xen lẫn nhau ở giữa, một đen một trắng hai đầu ma long hư ảnh, cùng đao quang giao thoa bên trong hiển hiện ra. Sau một khắc ma uy chấn vỡ cái này một phiến hư không, liền đối với Lạc Thanh Mộng ầm vang trấn sát xuống lấy hợp kích chi pháp trọng thương bản cung. Quả thực cũng là tại mơ mộng hảo huyền. Nhìn đến hắc bạch song sát lão nhân chỗ bạo phát một chiêu này, lạc thanh mộng thần sắc lạnh lùng như cũ, tiếng nói có chút kinh thường nói nhỏ. Tại tiếng nói vừa ra thời điểm, lạc thanh mộng tại thời khắc này cũng đem hết toàn lực bạo phát, sau lưng lại một lần nữa hiện ra lạc thần hư ảnh, còn có thiên cung mây khuyết sụp đổ khủng bố dị tượng. Một đạo kinh người lạc thần kiếm quang, lúc này đánh phía cái kia hai đạo đao mang. Có hợp kích chi pháp không tầm thường sao? Cơ hồ tại Lạc Thanh Mộng quát khẽ chém ra một kiếm thời điểm, Diệp thần tiếng nói cũng trở về lay động tại cái này một phiến hư không. Thân hình càng là giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện tại Lạc Thanh Mộng bên người. Theo hỗn độn kiếm y ngút trời bạo phát, thiên đế hư ảnh cũng hiện lên ở phía sau hắn. Một đạo kinh khủng hỗn độn kiếm quang, giống như song kiếm hợp bích đồng dạng. Theo Lạc Thanh Mộng chỗ thi triển ra một kiếm kia, ầm vang đón lấy hắc bạch song sát lão nhân đau mang. Ầm ầm. Sau một khắc, theo đao kiếm va chạm nhau, trong hư không bộc phát ra ngập trời oanh minh. Không gian giống như bọc nước giống như nổ tung, tại kinh khủng chân nguyên trong gió lốc. Hắc Bạch song sát lão nhân thi triển hợp kích đao pháp, tại Lạc Thanh Mộng cùng Diệp Thần toàn lực một kiếm xuống. Lại còn kiên trì không đến hai hơi, liền bị hai đạo kiếm quang oanh bạo. Không có khả năng. Chúng ta Hắc Bạch song sát lão nhân ngang dọc thế gian nhiều năm, thực lực làm sao lại không sánh bằng hai cái này tiểu bối. Nhìn đến hợp kích đao pháp bị phá, Hắc Bạch song sát lão nhân trong miệng phun ra một nguồn máu tươi, lại tiếng nói gào rú ở giữa đều chấn vỡ bên hông một khối ngọc bội hóa thành một đạo kinh khủng thủ hộ bình chướng đem hai người đều đều bao phủ ở bên trong oanh cơ hồ đang thủ hộ bình chướng hình thành thời điểm hai đạo kiếm quang đánh vào thủ hộ bình chướng phía trên cùng thủ hộ bình chướng cùng một chỗ sụp đổ nổ tung kinh khủng trùng kích đem hắc bạch song sát lão nhân đều cho hất bay ra ngoài ngay tại hai người lần nữa phun ra máu tươi muốn một lần nữa ngưng tụ chân nguyên thời điểm hai đạo đáng sợ linh hồn gợn sóng công kích chỉ một thoáng xuyên thấu cái kia đầy trời phong bạo chi lực, trực tiếp đánh vào hai người thức hải phía trên. Linh hồn công kích. Cảm nhận được cái này hai đạo linh hồn công kích, hắc bạch song sát lão bộ não người một trận quanh minh, linh hồn càng là truyền đến đau đớn một hồi. Làm cho hai người thân hình, đều cứng ngắc tại nguyên chỗ. Không tốt. Sau một khắc, tại hai người ý thức được không ổn, cảm giác nguy cơ đột nhiên nổ tung lúc. Lại là hai đạo kiếm quan ầm vang buông xuống. Không. Nhìn đến cái này hai đạo kinh cũng kiếm quang hắc bạch song sát lão nhân phát ra tuyệt vọng tiếng gào thét thậm chí tại thời khắc này đều liều mạng bạo phát tu vi nhưng bọn hắn vừa đụng phải linh hồn công kích ý thức cùng chân nguyên vẫn còn chấn động bên trong đối mặt diệp thần cùng lạc thanh mộng hai người dính liền đến hoàng mỹ như vậy kiếm chiêu bọn họ căn bản không có cách nào tránh thoát đang rít gào một cách tuyệt vọng bên trong hai người tại chỗ bị kiếm quang xuyên qua mà qua ở phía dưới sơn mạch khắp mặt đất cũng bị oanh ra hai đạo kinh khủng khoảng cách hòa tào, hắc bạch song sát lão nhân chết rồi Diệp Thần cùng một con kia thảo một tinh linh liên thủ, vậy mà chém giết Hắc Bạch Song Sát lão nhân. Cơ hồ tại Hắc Bạch Song Sát lão nhân bị chém giết thời điểm, chung quanh một mực tại chú ý tình hình chiến đấu người vây xem, tại thời khắc này cũng nhịn không được bạo phát một trận xôn xao. Tất cả mọi người là ánh mắt rung động nhìn chầm chầm Diệp Thần cùng Lạc Thanh Mộng, trên mặt cũng đều tràn đầy kinh hải cùng khó có thể tin thần sắc. Phải biết, chuẩn đế cảnh cường giả thế nhưng là huyền thiên cảnh nội chiến lực trần nhà. Loại này cường giả đều đụng chạm đến pháp tắc chi lực, tự thân căn cơ nội tình cũng là vô cùng đáng sợ. Trong tay càng là có bảo mệnh ác chủ bài. Một khi chuẩn đế cường giả ở giữa lẫn nhau bạo phát chém giết, trừ phi nhất thời lơ là sơ suất, hoặc là về mặt chiến lực nghiền ép. Nếu không muốn đánh giết chuẩn đế cường giả, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng theo dịp thần bọn người theo bí cảnh đi ra, vẻn vẹn mới đi qua không tới thời gian một phút, thì lần lượt vẫn lạc ba vị chuẩn đế cường giả. Hơn nữa còn là hai cái hậu sinh tiểu bối liên thủ đánh chết. Đây quả thực có chút phát rồi hai người này chiến lực, vậy mà lại như thế sự khủng bố. Nhìn đến Diệp Thần cùng Lạc Thanh Mộng chém giết hắc bạch song sát lão nhân, tại lẫn nhau giao chiến mộ dung vân sơn cùng vũ hóa thánh chủ bọn người. Đồng tử tại thời khắc này cũng không nhịn được co rúng lại, nội tâm vào lúc này cũng có cảm giác nguy cơ bạo phát. Đến lượt các ngươi. Tại hỗn độn chân hỏa đốt đi hắc bạch song sát lão nhân thi thể, đem hai người này huyết nhục tinh khí cùng tàn hồn thôn vệ sau. Diệp thần vất tay thu hồi hai mai không gian giới chỉ, ánh mắt dày đặc nhìn về phía mộ dung vân sơn bọn người cơ hồ tại tiếng nói vừa ra một khắc này diệp thần cùng lạc thanh mộng thân hình bỗng nhiên mơ hồ dày đặc sát cơ khóa chặt mộ dung vân sơn bọn người tất cả mọi người tụ lại cùng một chỗ không thể bị bọn họ trục mục kích phá nhìn đến diệp thần cùng lạc thanh mộng nổ bắn ra mà đến mộ dung vân sơn vào lúc này lớn tiếng quát ầm lên đã bao nhiêu năm theo hắn tu vi đạt tới thánh vương cảnh viên mãn sẽ rất khó cảm nhận được hoảng sợ là cái gì nhưng giờ này khắc này hắn vậy mà tại một cái hậu sinh tiểu bối cùng một cái thảo một tinh linh trên thân, một lần nữa cảm nhận được hoảng sợ cùng nguy cơ. Cơ hội tại mộ dung vân sơn tiếng nói truyền ra thời điểm, chung quanh mấy cái thánh chủ thần sắc đều biến đổi. Tất cả mọi người lập tức bạo phát tu vi, đều muốn cấp tốc tới gần cùng một chỗ. Bất luận diệp thần vẫn là cái kia thảo một tinh linh, đều là thông qua bí pháp tăng phúc tu vi mà thôi. Chỉ cần bọn họ có thế chống đỡ ở một thời gian ngắn, đợi đến đối phương tăng phúc trạng thái đi qua, đến lúc đó cũng là sự phản công của bọn họ thời khắc. Ngây thơ nghe được mộ dung vân sơn cháy bỏng lời nói diệp thần tại thời khắc này chỉ là cười lạnh một tiếng theo hắn tu vi ầm vang bạo phát sau lưng hiện ra một đôi tròng mắt phá vọng thần quang cũng theo đó oanh ra thậm chí tại cái này hai đạo ánh sáng tuyến bạo phát trong nháy mắt một luồng đáng sợ hỗn độn luyện thần hỏa cũng lặng yên dung nhập vào thần quang bên trong muốn cầm bản tọa khai đao cút nhìn đến diệp thần chỗ bạo phát đạo này thần thông mộ dung vân sơn nhịn không được trống giận gào thét nói tu vi tại thời khắc này bạo phát đến cực hạn trong tay càng là xuất hiện một thanh liệt diễm trường thương, mũi thương vung vẩy ở giữa đánh vào thần quan phía trên. ầm ầm. sau một khắc, nương theo lấy mũi thương cùng thần quan va chạm, phá vọng thần quan bị mộ dung vân sơn quanh bạo. thế nhưng một luồng hỗn độn luyện thần hỏa tại bạo tạc bên trong cũng biến thành làm người sợ hãi linh hồn trùng kích, chỉ một thoáng đánh vào mộ dung vân sơn thức hải phía trên. linh hồn trùng kích. cảm nhận được thức hải bên trong truyền đến kinh cũng kịch liệt đau nhức, mộ dung vân sơn đang gào thét ở giữa điên cuồng bạo phát tu vi ở chung quanh điên cuồng ngưng tụ ra thủ hộ bình chứa. Nhưng lúc này bởi vì bị linh hồn trùng kích, trong cơ thể hắn chân nguyên vận chuyển, trong chốc lát vẫn là biến đến hỗn loạn lên. Mà liền tại cái này không đến một giây bên trong. Một đạo màu xanh bạc kiếm quang, giống như ngân hà đổ ngược đồng dạng, chỉ một thoáng liền đối với hắn bạo chém xuống. Chương 160, giết lung tung chuẩn đế cảnh cường giả, diệp thần danh chấn huyền thiên cảnh nội không. Lạc Thanh Mộng cái này một đạo kiếm quang, cùng diệp thần linh hồn trùng kích, dính liền đến thực sự quá hoàn mỹ liền như là hai người là dị thể đồng tâm đồng dạng đối với chiến cục thời cơ đem khống quả thực cũng là không chê vào đâu được đồng thời một kiếm này ẩn chứa uy lực cũng đủ làm cho mộ dung vân sơn tuyệt vọng khi thấy đạo kiếm quan này bạo chém xuống thời điểm mộ dung vân sơn tại thời khắc này cũng chỉ có thể phát ra hò hét liền tránh né đều làm không được ầm ầm nương theo lấy tiếng oanh minh ngập trời nổ vang mộ dung vân sơn trong tay cái kia một cây trường thương bị một kiếm này tại chỗ cho đánh bay ra ngoài kiếm quan oanh bạo tầng kia chân nguyên phòng ngự lúc này đánh vào mộ dung vân sơn trên thân tại mọi người co lại nhanh chóng trong con mắt mộ dung vân sơn nửa thân thể tại chỗ bị chém xuống dưới máu tươi hóa thành sương máu nhuộm đỏ cái này một phiến hư không tha cho tại mộ dung vân sơn thân thể bị chém ra cả người còn không có triệt để chết hết lúc diệp thần thân hình như quỷ mị tới gần hỗn độn chân hỏa chỉ một thoáng quét ngang bạo phát trực tiếp rơi vào mộ dung vân sơn trên thân tại mộ dung vân sơn tiến tàu xin tha thứ vẫn chưa hoàn toàn truyền ra thời điểm, trực tiếp đem đối phương hóa thành cho tàn. Một cổ dồi dào huyết nhục tinh khí, còn có một cổ hùng hậu hùng lực, cũng bị diệp thần vô tình thôn vệ lấy. Chết! Lại chết một vị thánh chủ cấp nhân vật. Hai người này đến tục cùng là cái gì yêu nghiệt, vậy mà giết chuẩn đế cường giả như đồ heo chó. Nhìn đến mộ dung vân sơn tại cái này trong chốc lát, cũng bước hắc bạch song sát lão nhân theo gót. Mọi người tại kinh dị trong rung động, lại một lần bạo phát xôn xao. Tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn chầm chầm Diệp Thần cùng Lạc Thanh Mộng hai người, trong mắt kém một chút liền bị tại chỗ kinh bạo. Đây chính là chuẩn đế cường giả A. Trong mắt bọn họ thế nhưng là thần đồng dạng tồn tại, nhưng ở cái này trước mặt hai người tựa như yếu gà giống như. Đây quả thực để bọn hắn cảm thấy rung mình. Không thể địch lại, trốn. Đối với những người khác cảm thấy rung động, vũ hóa thánh tử cùng vân gia gia chủ bọn người, tại thời khắc này lại là một trận vải cả linh hồn. Bọn họ cùng tô trần bọn người chém giết một hồi lâu cũng chỉ là đem đối phương bị đã thương mà thôi còn không có cách nào cấp tốc chém giết đối phương ba người nhưng diệp thần cùng lạc thanh mộng hai người liền đã chém giết bốn vị chuẩn đế cường giả đây con mẹ nó quả thực không tại một cái phương diện phía trên lúc này không nắm chặt thời gian chạy trối chết lời nói chỉ sợ bọn họ còn không có chống đến đối phương tăng phúc bí pháp kết thúc một cái hai cái đều muốn tại chỗ vẫn lạc tại bách đoạn sơn mạch bên trong cơ hồ tại suy nghĩ rơi xuống thời điểm không có mảy may do dự vũ hóa thánh chủ cùng diêu quan thánh chủ bọn người nguyên một đám tại sắc mặt biến ảo bên trong, đều vội vàng thi triển bảo mệnh động pháp, muốn cấp tốc thoát đi cái này một vùng núi. Muốn chạy. Nhìn đến chung quanh mấy vị kia thánh chủ, tại thời khắc này đều bạo phát tu vi, thân hình trong chốc lát đều biến đến bắt đầu mơ hồ. Diệp thần trong đôi mắt lóe qua một vệt hàng quang, tu vi tại thời khắc này cũng lại lần nữa bạo phát. Một dọc quỷ dị máu đen, cùng một cái kỳ dị kiếm ngọc, trong nháy mắt theo hệ thống không gian bên trong lấy ra. Cái này thình lình chính là Huỳnh Nguyệt lưu cho hắn thiên độc tinh huyết, còn có hứa khanh lưu cho hắn một khối vô trần kiếm ngọc. Oanh! Sau một khắc, theo thiên độc tinh huyết cùng vô trần kiếm ngọc bị dẫn bạo, từng đạo từng đạo kiếm khí nhiễm phải thiên độc chi lực, liền đối với mấy vị kia thánh chủ oanh sát mà đi. Thậm chí diệt thần cái tay còn lại cũng không có dừng lại, hỗn độn thiên đế kiếm cũng khu tay chém ra một kiếm. Cơ hồ trong nháy mắt này, lạc thanh mộng cũng không có chút nào nhân từ nương tay, mười ngón phi tốc khép lại kết xuất từng đạo từng đạo ấn quyết. Từng cây cành liễu ngưng tụ kinh khủng phong mang chi lực, chỉ một thoáng liền đối với mấy vị kia thánh chủ ban sát mà đi thì liền tô trần cùng một bạch lang còn có thanh vân thánh chủ vào lúc này cũng chưa thả qua cái này thời cơ tốt tại thời khắc này đều là ngăn chặn thương thế liều mạng bạo phát trực tiếp thi triển ra bọn họ đáng sợ nhất thần thông sát chiêu vừa mới bọn họ bị mộ dung vân sơn bọn người áp chế đến xếp sao xếp nửa liền bị đánh thành trọng thương bị mất mạng tại chỗ lúc này có cơ hội báo thù há không sẽ liều mạng ầm ầm tại dịp thần bọn người bạo phát như thế sát chiêu về sau phương viên ngàn trượng bên trong hư không đều đều sụp đổ. Hủy diệt tính phong bạo trùng kích, lúc này tàn phá bừa bãi vùng hư không này. Vũ Hóa Thánh chủ bọn người thân hình vừa muốn mơ hồ, tại thời khắc này đều bị cưỡng ép đánh đi ra. Trong miệng đều có máu tươi cuồn bắn ra. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Mấy cái đại thánh chủ tại cái này một đợt công kích bên trong đều bị trọng thương, vết thương thậm chí còn nhiễm phải đáng sợ thiên độc chi lực. Tô Trần, các ngươi nếu là dám giết chúng ta mấy người, thế tất sẽ bị đông đảo thế lực chế tài mọi người sống chung tại huyền thiên cảnh nội, cần gì phải đánh nhau chết sống. Tại trong miệng há miệng phun ra máu tươi, thân thể đều bị thương nặng thời điểm, Vũ Hóa Thánh chủ cùng Diêu Quang Thánh chủ lớn tiếng gầm thét nói. Mà đang lúc nói chuyện, bởi vì động pháp bị cưỡng ép đánh gãy, bọn họ chỉ có thể liều mạng phóng tới nơi xa. Không có một cái nào lưu tại nguyên chỗ ngồi chờ chết. Ha ha ha, các ngươi bỏ đá xuống giếng thời điểm, có thể có nghĩ qua cái này một vài vấn đề. Nghe được hai câu này buồn cười lời nói, Tô Trần vào lúc này trực tiếp lên tiếng cười như điên. Tu Vi bạo phát ở giữa không để ý thương thế trên người, liền đối với vũ hóa thánh chủ trấn sát mà đi. Mà một bạch lan gương mặt lạnh lùng, tại tô trần sát chiêu bạo phát thời điểm, thì đối với diêu quan thánh chủ trấn sát mà đi. Đây chính là ngàn năm một thuở thời cơ tốt. Đã các đại thế lực ở giữa đã vạch mặt, vậy bây giờ có thế nhiều đánh giết một cái chuẩn đế cường giả. Tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ sự tình. Thậm chí tại thời khắc này, Diệp thần cùng Lạc Thanh Mộng cũng không có dừng tay, trực tiếp đối với âm phong cốc cốc chủ, còn có thi khôi tông tông chủ trấn sát mà đi. Mà thanh vân thánh chủ thì là truy sát vân gia gia chủ, một trận tàn khốc truy sát cũng triệt để kéo ra màn che. Thì liền một đám thần hải cảnh trưởng lão, cũng đều bạo phát thảm liệt chém giết. Tần thiếu phong cùng hoàng tâm liên những thứ này thiên kiêu. Tuy nhiên nhúng tay không được chuẩn đế tần thứ chém giết, nhưng cùng những cái kia thần hải cảnh trưởng lão chém giết, nhưng cũng là đánh ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Dù sao tu vi của bọn hắn đều đột phá đến thần hải cảnh trung kỳ, lại thêm bản thân đều là thiên phú cực kỳ yêu nghiệt thánh tử, tại đem hết toàn lực bạo phát dưới, tại thần hải cảnh bên trong có khả năng bạo phát thực lực, cũng là phổ thông cường giả chỗ khó có thể với tới. Ngắn mũi chưa tới một khắc đồng hồ. Toàn bộ bách đoạn sơn mạch trong nháy mắt hỗn loạn một mảnh, chém giết không ngừng tại sơn mạch các nơi bạo phát. Những cái kia nhất lưu thế lực thiên kiêu cùng thế hệ trước cường giả, cũng không dám nhúng tay các đại thánh địa hỗn chiến trong chém giết. Theo chém giết ở trong dãy núi toàn diện bạo phát, bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng tạm thời tránh mũi nhọn. Tận lực rời xa trong chiến trường chính tâm chết rồi, lại chết. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, bách đoạn sơn mạch bên trong thì vẫn lạc bảy tám vị thánh chủ, cái này huyền thiên cảnh nội sợ không phải sắp biến thiên. Cái này diệp thần cùng cái kia thảo một tinh linh quá kinh khủng, không nghĩ tới tại tăng phúc bí pháp bạo phát dưới, vậy mà có thể làm được giết chuẩn đế như đồ heo chó. Cái này thái nhất thánh địa quả nhiên là cuộc khởi. Khi nhìn đến âm phong cốc cốc chủ cùng thi khôi tông tông chủ, còn có vũ hóa thánh chủ cùng diêu quan thánh chủ, đều lần lượt vẫn lạc tại bách đoạn sơn mạch trung hậu những thứ này nhất lưu thế lực thiên kiêu cùng thế hệ trước cường giả, lúc này ngoại trừ kinh hải đã không có khác tâm tình. Rất khó tưởng tượng. Một tháng trước vừa tiến vào huyền thiên bí cảnh, vẫn chỉ là niết bàn cảnh tầng thứ thiên kiêu. Tại sao khi ra ngoài vậy mà nắm giữ đồ sát chuẩn đế thực lực, tình cảnh này thật sự là làm cho người cảm thấy có chút kinh dị cùng hoảng sợ. Chư vị, các đại thánh chủ vẫn lạc tại nơi này, đến đón lấy mấy cái đại thế lực tất sẽ bạo động, tô mổ muốn đi về trước chuẩn bị sớm. Tại chém giết vũ hóa thánh chủ bọn người sau. Tô Trần triệu tập thái nhất thánh địa tất cả nhân mã, sau đó đối một Bạch Lan cùng Thanh Vân Thánh Chủ nói ra. Cũng tốt, chúng ta bây giờ tam đại thế lực, đã là cùng một trận tuyến. Nếu như đến đón lấy có cái đại sự gì, còn phải dựa vào thái nhất thánh địa có thế xuất thủ tương trợ. Nghe được Tô Trần lời nói. Thanh Vân Thánh Chủ ngăn chặn thương thế, đối với Tô Trần chắp tay nói. Một Bạch Lan thì là ánh mắt dị dạng nhìn chầm chầm Tô Trần, đang cùng đối phương đối mặt một hồi lâu về sau, chỉ là nhẹ giọng nói một câu bảo trọng mà đang cướp đoạt vũ hóa thánh địa huyền chu phía trên diệp thần ánh mắt đạm mạc quét sơn mạch liếc một chút sau đó sờ lên đã hóa thành thảo một tinh linh thần hồn ý thức xa vào đến trong ngủ mê lạc thanh mộng tại thời khắc này cũng không có tham dự tô trần bọn người trò chuyện chỉ là thần sắc ngưng trọng suy tư về sau sự tình đi qua hôm nay một trận chiến này huyền thiên cảnh nội các đại thế lực thăng bằng cũng bị hắn cùng lạc thanh mộng cho phá vỡ tiếp đó thái nhất thánh địa đem sẽ trở thành mục tiêu công kích có lẽ cũng sẽ dính dấp ra phiền toái càng lớn sự tình lần này trở lại thái nhất thánh địa bên trong ngược lại là muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được